thần cấp ở rể. chương 241, cùng nhau liều mạng. Lâm Thư Âm chỉ cảm thấy bản thân được Diệp Vô Phong ôm chặt, đột nhiên cơ thể từ dưới đất bay lên, trong tai nghe được tiếng gầm rú của xe taxi, cơ thể lại đang lơ lửng trên không trung. Phản ứng của cô, chính là ôm chặt eo của Diệp Vô Phong, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, chỉ cần có anh ở đây, trên trời dưới đất, cho dù nhảy vào biển lửa, em nhất định sẽ liều mạng cùng anh. Bùm, sau khi chiếc xe taxi chạy lên vỉa hè, nó lập tức tông thẳng vào bức tường, rồi dừng lại. Đầu xe lập tức vỡ vụn. Tài xế trên xe chấn động có chút lờ mờ, liếc mắt nhìn xung quanh, người đâu rồi. Diệp vô phòng ôm thắt lưng của Lâm Thư Âm, đứng ở trên nóc xe taxi. Một chiếc xe cuối cùng, đang định xông đến, nhìn thấy Diệp vô phong sau khi né tránh lại rơi xuống giống như một vị thần, lại hoàn toàn ngây người, quên mất cách điều khiển xe của mình. Diệp vô phong từ trên nóc xe nhảy xuống, vẫn ôm lấy thắt lưng của Lâm Thư Âm như cũ. Bộp, bộp, những người xung quanh chứng kiến tình huống gay cấn vừa rồi đều vỗ tay. Tài xế lái chiếc xe thứ tư, trực tiếp tắt máy, không dám manh động. Đi ra đây, Diệp vô phong kéo cửa xe, lôi tài xế bên trong, giống như kéo một con chó chết, vứt trên mặt đất, dùng chân dẫm lên. Audio điện tử võ tấn bền. Ba người tài xế còn lại, nhanh chóng mở cửa xe chạy trốn tài xế lái xe díp phía trước, đầu và mặt bê bết máu, nhưng anh ta là người chạy nhanh nhất. Tài xế lái chiếc xe thứ tư, cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, khởi động xe, nhanh chóng chạy trốn, chở hai người còn lại, chạy như bay rời khỏi đó. Tha mạng, xin tha mạng cho tôi. Tài xế cảm nhận được sức lực mạnh mẽ của Diệp Vô Phong đang dẫm trên người mình, lại nhìn thấy màn biểu diễn thần kỳ của Diệp Vô Phong, căn bản không dám phản kháng, nằm bất động khi bị Diệp Vô Phong dẫm lên. Mưu sát à? Trời ơi, tận mắt chứng kiến một cảnh mưu sát a à. Sát thủ này là ai? Đi qua xem xem. Đúng rồi, phải báo cảnh sát thôi. Mọi người vây lại nhìn, nhất thời sốt sáng lên. Đúng lúc này, di động của tên tài xế bị Diệp vô phong dẫm dưới chân, vang lên. Diệp vô phong kiểm tra xung quanh một chút, xác nhận không có nguy hiểm, mới khom lưng cầm lấy điện thoại của tên tài xế kia. Những người xung quanh, đột nhiên im lặng. Rất nhiều người trẻ tuổi khi nhìn thấy Lâm Thư Âm, liền kinh ngạc, chỉ có cao thủ giống như Diệp Vô Phong, mới có thể xứng với người đẹp như vậy. Bỏ cạp nhỏ, như thế nào rồi? Có đụng chúng tên đó hay không? Nói chuyện đi chứ, mày điếc rồi hả? Bỏ cạp nhỏ, nói đi, tao là anh ba. Diệp Vô Phong thản nhiên nói, bỏ cạp nhỏ bị tao bắt được rồi, vị anh ba, này, làm phiền mày tới cứu anh ta đi. Anh ba, cứu tôi với, tài xế tội nghiệp hét lên điện thoại của đối phương lập tức ngắt máy diệp vô phong lại khom người xuống nhìn tên tài xế bị dọa đến tiểu ra quần nói anh ba là ai nói ra tao sẽ thả mày đi người giang hồ gọi anh ba là tiểu tam tử là đại ca xã hội của vùng này có liên quan đến nhà họ mộ dung tên tài xế cố gắng nén sợ hãi nói liền một mạch cút đi diệp vô phong nhấc chân ra ôm lấy lâm thư âm từ trong đám người nhanh chóng biến mất nhưng tên tài xế kia thì thảm rồi, mặc dù Diệp vô phong tha cho anh ta, nhưng những người xung quanh có tinh thần chính nghĩa thì không bằng lòng. Tên này là sát thủ. Báo cảnh sát chưa, tất nhiên phải báo cảnh sát bắt anh ta. Quá độc ác rồi. Còn muốn bỏ trốn, đánh anh ta. Dưới tình huống này, người lái xe chỉ kiên chỉ được 3-4 phút, tiếng la hét cũng yếu dần. Lúc cảnh sát chạy đến, tên tài xế kia đã nằm trên mặt đất, không rõ sống chết cảnh sát đành phải lập tức thu dọn tàn cục, đem những chiếc xe bị đụng hỏng và đám người đánh tài xế bị thương, toàn bộ bắt về cục. Chúng ta đi đâu đây? Không phải về khách sạn sao? Lâm Thư Âm cảm giác hướng đi có vấn đề. Diệp vô phong lắc đầu, đột nhiên kéo lấy một chú trung niên ven đường, chào chú, hai người bọn cháu đảo hôn chạy ra đây, không mang theo chứng minh thư, bọn cháu muốn thuê khách sạn nhưng người ta không cho, phiền chú giúp bọn cháu thuê một căn phòng có được không? Người đàn ông trung niên này đang muốn hất tay từ chối, nhưng Diệp Vô Phong lại đưa cho ông 500 nhân dân tệ. Người đàn ông trung niên lập tức cười, được rồi, tôi hiểu những người trẻ tuổi như các cậu, không phải là không muốn dùng chứng minh thư của mình thuê phòng. Sợ vợ mình điều tra ra đúng không? Ha ha! Trong khách sạn Seven Day Express, phòng tiêu chuẩn chỉ có 100 tệ, người chú này thuê một phòng, cầm lấy thẻ phòng, quay lại đưa cho Diệp Vô Phong, xoay người rời đi, bước chân cực nhanh. Chưa tới 10 phút, lời gần 400 nhân dân tệ a. À. Lâm Thư âm nín cười nói, quả nhiên có tiền có thể xui khiến được ma quỷ a. À. Diệp Vô Phong mang theo cô, ngang nhiên tiến vào thang máy của khách sạn, người phục vụ căn bản không có ngăn cản, bởi vì có nhiều khách hàng cô ta chưa gặp qua bao giờ. Nhớ kỹ, bất kể là ai gõ cửa cũng không được mở, cảnh sát đến điều tra cũng không mở. Phải luôn luôn khóa cửa trong, Diệp Vô Phong dặn dò. Vâng, anh muốn đi đâu? làm gì? Hai tay Lâm Thư Âm đặt trên cổ của Diệp Vô Phong, ngẩng mặt nhìn anh và cười. Diệp Vô Phong cưới nói, anh đi gặp tiểu tam tử, rất nhanh sẽ quay về, em không cần lo lắng, chỉ là một con tép nhỏ mà thôi. Vậy thì tốt, em đợi anh quay lại. Lâm Thư Âm biết, bản thân đi cũng chỉ làm gánh nặng cho Diệp Vô Phong, còn không bằng cứ ở đây đợi anh. Thực ra Diệp Vô Phong rất có hứng thú với tiểu tam tử, bắt đầu từ câu nói của tên tài xế vừa nãy, tiểu tam tử có liên quan đến thế gia mộ dung. Diệp vô phong nhớ tới lời dặn dò của Du Kinh Hồng, bức họa nổi tiếng, tác giả Lưu Hải Thanh, là một quẻ nhỏ trong bản đồ kho báu, ở Hoa Hải, hẳn là đang ở trong tay thế gia mộ dung. Anh ba, anh làm sao thế? Đội tam bát cũng không thu dọn được một thằng nhãi danh bên ngoài sao. Quách Trấn vũ vô cùng bất mãn, bởi vì tiểu tam tử đã nhận tiền của anh ta rồi. Mẹ nó, quách Chấn vũ, cậu có tư cách gì chỉ trích tôi? Tiểu tam tử ngậm điếu xì gà, bĩu môi khinh thường, tôi tổn thất đội tam bát, đối phương không bị thương, điều này nói lên cái gì? Nói lên đối phương là cao thủ, cậu giấu giếm không báo, chỉ đưa cho ông đây 10 vạn nhân dân tệ, để thu dọn một cao thủ sao? Cậu là đang đùa với tôi sao? Quách chấn vũ cắn răng một cái, anh ba, tôi đưa thêm cho anh 10 vạn, bất luận như thế nào, anh cũng phải giúp tôi thu dọn anh ta. Không được, có cho tôi thêm nhiều tiền hơn nữa, Chuyện này tôi cũng sẽ không làm. NND hiện tại ông đây đã đắc tội với một đại cao thủ. Món nợ này phải tính như thế nào? Quách Chấn Vũ, cậu nhất định phải bồi thường cho tôi 100 vạn. Tiểu Tam tử nghiêm mặt, nếu như đại cao thủ này tìm đến tôi báo thù, hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu như cậu không đưa cho tôi tiền, cũng được, tôi sẽ nói là do cậu sai khiến. Quách Chấn Vũ sừng sốt, hả? Anh ba, đừng đùa như thế, anh phải tuân thủ quy tắc giang hồ chứ. Tiểu Tam Tử cười he he, huynh đệ của tôi bị thương, cũng cần phải điều trị chứ. Xe bị đâm hỏng rồi, cũng cần phải sửa chữa chứ. Nhớ đâu cao thủ tìm đến báo thù, tôi cần phải trả một cái giá khá lớn đấy. Bớt nói những lời vô nghĩa với tôi đi, lập tức chuyển tiền qua cho tôi. Quách Trấn Vũ không còn cách nào, đành phải đồng ý quay về chuyển tiền. Anh ta vừa rời đi không lâu, Diệp Vô Phong đã đến hội sở tìm Tiểu Tam Tử, tôi đến tìm Tiểu Tam Tử. Chương 242, nói là làm. Nhìn thấy Diệp Vô Phong ăn mặc bình thường, giống như một người nông dân, hai tên bảo vệ của hội sở cũng không để ý, làm gì đấy? Mày có quan hệ gì với anh ba? Diệp Vô Phong mỉm cười nói, tiểu tam tử là họ hàng của tôi, tôi từ vùng khác đến đây, tìm anh ta có chút việc. À, anh ba đang ở lầu 4. Bảo vệ căn bản không chú ý đến Diệp Vô Phong, thoạt nhìn rất giống một người thanh niên bình thường. Diệp Vô Phong thuận lợi đi đến lầu 4, nhìn thấy một căn phòng, trước cửa phòng có hai em trai vẻ mặt hung dữ đứng gác ở đấy, anh biết Tiểu Tam Tử chắc chắn ở trong này, cất bước đi tới. Đứng lại, làm gì đấy? Hai em trai nhỏ thật đúng là có trách nhiệm, nghiêm khắc hỏi. Tôi đến xem thử anh ba đang làm gì." Diệp Vô Phong vừa nói, vừa tiến lại gần đối phương. Khốn nạn, Tiểu Tam Tử là cái tên mày có thể gọi sao?" Hai em trai nhỏ một trái một phải, không phân bua trực tiếp tung ra một nắm đấm. Tiểu tam tử đang cùng với Mỹ Mỹ uống trà ở trong phòng, nghe thấy âm thanh này, căn bản không vừa ý. Ngày tháng bình yên đã lâu rồi, trong suy nghĩ của anh ta, đã không có ai dám tiến đánh hội sở. Hả, tại sao tiếng động bên ngoài đột nhiên biến mất rồi? Tiểu tam tử nghi ngờ ngồi dậy, nhìn về phía cửa phòng. Cửa phòng vang lên một tiếng răng rắc, Diệp vô phong cất bước đi vào, mỗi tay một người, thảm giống như con chó chết vậy, đem hai người cường tráng bên ngoài ném vào đây tư thế hai người cường tráng ngã xuống đất vừa nhìn đã biết chắc chắn bị đánh bất tỉnh mày là ai sao lại vào đây đột nhiên tiểu tam tử ném điếu xì gà trong tay xuống móc ra một con dao găm đứng lên diệp vô phong cười nhạt đương nhiên là tao đánh vào đây rồi tiểu tam tử tao tới tìm mày nói chuyện hả nói nói chuyện gì tiểu tam tử biết trong lầu bốn này Mặc dù anh ta có la hét lớn tiếng cũng vô dụng, bởi vì không ai dám tùy tiện xông lên lầu 4. Người trẻ tuổi tự xưng, đánh vào đây, mặc dù ăn mặc bình thường, nhưng quả thực có khí chất trầm ổn toát ra từ trong xương cốt, khiến tiểu Tam tử bối rối không thể giải thích được. Mặc dù tiểu Tam tử cầm trên tay con dao găm, nhưng khi Diệp Vô Phong bước tới, vẫn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, nói với cậu tiểu Tam tử, "Hãy cất con dao găm đi, mày căn bản không phải là đối thủ của tao. Tao muốn giết mày." còn dễ hơn giết một con gà tiểu tam tử chỉ cảm thấy trên người đối phương truyền đến một áp lực khiến anh ta muốn quỳ gối xin tha thứ cơ bắp cả người của anh ta đều mất cảm giác vụng về thu hồi con dao ách mày rốt cuộc là ai diệp vô phong hả mày chính là bản năng của anh ta lại muốn rút dao ra diệp vô phong ngẩng đầu bắt chéo chân nhìn anh ta một cách khinh thường đột nhiên mày phái thuộc hạ đến ám sát tao rốt cuộc là vì sao hả Tiểu tam tử nhe răng cười, tao chính là nhìn mày không thuận mắt. Duệt, anh ta lại rút dao ra một lần nữa, hung hăng nhìn chầm chầm vào Diệp Vô Phong. Nhưng mà, vừa dứt lời, liền cảm thấy Diệp Vô Phong ngồi trước mặt, đột nhiên thân ảnh biến hóa kỳ ảo, sau đó đấm vào mặt mình một cú đấm, ba. Một âm thanh giòn giã vang lên, nghe rất là chân thật, sau đó một tiếng nổ vang lên bên tai, trước mắt vô số ngôi sao hiện lên, hả? Con dao găm của tôi đâu mất rồi? tiểu tam tử cố gắng lấy lại bình tĩnh, thì ra con dao găm đã ở trong tay Diệp Vô Phong, mũi dao găm đang chạm vào trái tim anh ta. Với thân thủ của Diệp Vô Phong ban nãy, chỉ cần con dao găm đâm về phía trước thêm một chút nữa, trái tim của tiểu tam tử sẽ bị đâm thủng, một tiếng hừ cũng không thể thốt ra, trực tiếp bị giết chết. Tiểu tam tử chỉ cảm thấy cổ họng thắt lại, cơ bắp hai chân đều cứng ngắt mày. Lên keng, Diệp vô phong ném thẳng con dao lên trên bàn trà, ba ba hai cái tát đánh lên trên mặt của tiểu tam tử quỳ xuống nói chuyện cho tao phù phù tiểu tam tử thật sự không muốn quỳ xuống nhưng mà bản thân đã ăn hai cái tát này căn bản không còn sức lực để đánh trả lại hai chân không còn nghe theo sự điều khiển của anh ta cứ như vậy mà quỳ xuống diệp vô phong đứng thẳng người trầm giọng nói tiểu tam tử người thông minh không nói những chuyện lòng vòng diệp vô phong tao nếu như đã đến hoa hải nhân vật nhỏ giống như mày Tao thật sự không muốn giết. Nhưng mà nếu như mày đã chọc tới tao rồi, hừ. Nói đi, quách chấn vỗ cho mày bao nhiêu tiền? 10, 10 vạn, tiểu tam tử thật sự không dám nói dối. Vậy thì mày bồi thường cho tao 100 vạn, thiếu một vạn. Diệp vô phong nhìn lướt qua một vòng hội sở, tao sẽ cho nổ tung nơi này, mày có tin không? Một mặt tiểu tam tử rất sợ Diệp vô phong, mặt khác, đối với những lời Diệp vô phong vừa nói, thật sự không tin vì vậy, anh ta có chút do dự. Răng rác, Diệp vô phong trực tiếp dẫm lên chân phải của tiểu tam tử, tiếng gãy xương đặc biệt vang lên rất rõ ràng. a à, được, thằng khốn, mày, tiểu tam tử đau không thể chịu nổi, kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người co giật, nằm trên mặt đất, hình dáng không còn giống con người. Nỗi đau gãy xương, không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng được. Diệp vô phong cười lạnh nhạt, một trăm vạn, thiếu một đồng cũng không được tiểu tam tử rất muốn chửi ầm lên, nhưng anh ta không dám. Anh ta nhìn ra được, Diệp vô phong nói được làm được, nếu như thật sự thiếu một đồng, không chỉ hội sở này sẽ bị nổ tung lên trời, ngay cả tiểu tam tử anh ta, chỉ sợ cũng chỉ sẽ tan xương nát thịt. Nỗi sợ hãi vô biên nổi lên trong lòng tiểu tam tử, vâng vâng vâng, anh Diệp, một trăm vạn, một đồng tôi cũng không thiếu. Anh đợi một chút, cố gắng nén cơn đau gãy xương, còn có sự thúc giục về tiền bạc, đêm nay tiểu tam tử thực sự phải chịu khổ rồi. Quách Trấn Vũ, mẹ nó, 100 vạn, thiếu một đồng ông đây sẽ giết cả nhà cậu. Dưới sự nổi điên của tiểu tam tử, mọi thứ cũng đành phải vậy. Không được, anh ba, trong tay tôi chỉ còn có 90 vạn, anh cho tôi chút thời gian được không? Quách Trấn Vũ rõ ràng rất sợ tiểu tam tử. Đợi sao, lập tức chuyển cho tôi 90 vạn, mẹ nó. Tiểu tam tử tiếp tục duy trì sự hung hăng giống như trước, nếu như không có 90 vạn này sẽ phiền phức to. Vâng vâng vâng, 10 vạn còn lại, tôi sẽ nhanh chóng chuyển qua cho anh. Quách Trấn Vũ lập tức đồng ý. Tiểu Tam Tử rốt cuộc cũng yên tâm, nhưng cả người vẫn đang đổ mồ hôi hột, lui sang một bên, dùng ánh mắt nhút nhát nhìn sang Diệp Vô Phong, anh Diệp, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Diệp Vô Phong nói, tao không giết mày, đơn giản là vì mày căn bản không phải là đối thủ của tao, tao tới Hoa Hải, cũng được xem là mãnh long vượt sông, Mặc dù là Mộ Dung Hào Giang, cũng phải nể tôi bảy phần. Tiểu Tam tử, mày hãy đợi mà xem. Hả? Vâng vâng, lúc này Tiểu Tam tử làm sao còn dám phản bác lại. Nhưng mà, Diệp Vô Phong nói Mộ Dung Hào Giang cũng phải nể anh bảy phần. Lời khoe khoang này có phải quá lớn rồi không? Mộ Dung Hào Giang là ai chứ? Cho dù là thị trưởng đương nhiệm của Hoa Hải, ông ta cũng không dám động vào. Diệp Vô Phong này, lẽ nào là con cháu của một nhân vật lợi hại nào đó? Đinh, điện thoại của tiểu tam tử vang lên một tiếng, 90 vạn đã được chuyển đến, tiểu tam tử nhặt được một cọng rơm cứu mạng vậy, nhanh chóng đem tiền trong tài khoản, tổng hợp lại một chút, thấp thỏm nhìn Diệp vô phong, anh Diệp, tiền này tôi chuyển cho anh bằng cách nào? Diệp vô phong đột nhiên có chút hối hận, thực ra anh không để tiểu tam tử vào trong mắt, cảm thấy bắt chẹt anh ta 100 vạn, đã là cực hạn của tên côn đồ này rồi, không nghĩ tới tên này vẫn còn ung dung như thế. Nhưng tính cách của Diệp Vô Phong, nói được làm được, làm sao có thể thay đổi những lời đã nói ra được. Đành phải dùng phương thức chuyển khoản, nhận lấy 100 vạn này. Chương 243, chỉ là tình tiết. Sau khi Diệp Vô Phong nhận được tiền, thở dài, Lý Kiếm Hùng, mày nhớ kỹ cho tao, nếu như sau này còn chọc tới tao, chắc chắn tao sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, tao muốn giết cả nhà mày. Tao không thích tiền. Lý Kiếm Hùng thực ra là tên thật của Tiểu Tam Tử nghe thấy diệp vô phong nói như vậy anh ta bị dọa cho toàn thân run rẩy vâng 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 anh diệp tôi biết rồi diệp vô phong xoay người rời đi rất ung dung cơ bản không có ý định tăng tốc bước chân khi tiểu tam tử đang dập đầu bước chân diệp vô phong vẫn như cũ nhìn thấy anh ung dung như vậy tiểu tam tử ngược lại không dám để cho các huynh đệ ngăn cản sự tự tin mạnh mẽ của diệp vô phong hoàn toàn dọa tiểu tam tử sợ hãi tiểu tam tử cực kỳ sợ hãi anh ta cảm thấy công lực của Diệp Vô Phong ít nhất cũng có thể sánh ngang với ngũ hổ thủ hạ của mộ dung Hào Giang, mà ngũ hổ của mộ dung Hào Giang này vừa hay chính là năm người con trai của mộ dung Hào Giang, từ con cả cho đến con út, lần lượt từ trên xuống dưới là mộ dung nhân, mộ dung nghĩa, mộ dung lễ, mộ dung trí, mộ dung tín. Mộ dung ngũ hổ, không chỉ có võ thuật siêu Việt, hơn nữa mỗi người đều có một lĩnh vực riêng, trộn lẫn phong sinh thủy khởi, thực lực kinh tế của mộ dung thế gia lúc này chia thành năm khối, mạnh ai người ấy làm, nhưng lại liên kết và hỗ trợ lẫn nhau, gần như khống chế toàn bộ ngành công nghiệp thua lỗ nhiều tiền nhất ở thành phố Hoa Hải. Vì vậy, gia nghiệp của mộ dung Hào Giang làm sao chỉ dừng lại ở mức 1.000 triệu nhân dân tệ. Với dự đoán của tiểu tam tử, Diệp vô phong ít nhất cũng có thể chiến đấu với một người bất kỳ trong ngũ hổ này, bất phân thắng bại. Hoặc là, cũng có thể một mình đấu với hai người nhưng anh ta cảm thấy, cho dù Diệp Vô Phong mạnh đến mấy, cũng không phải là đối thủ của bát tí hải thần. Bát tí hải thần đã ở ẩn nhiều năm, chỉ bảo vệ bên cạnh mộ dung hào giang, đã trở thành một truyền kỳ trong toàn bộ trốn giang hồ của Trung Quốc. Đương nhiên, năm người con trai của mộ dung hào giang, đều được bát tí hải thần chỉ dạy, toàn thân mới có được võ công suốt quỷ nhập thần, cũng mới có năng lực trèo chống cả gia tộc mộ dung, uy chấn hoa hải. Mười mấy năm gần đây, Bát Tí Hải Thần ngay cả mặt mũi cũng chưa từng lộ ra, chứ đừng nói là ra tay chiến đấu. Vì vậy, tiểu Tam Tử với trình độ côn đồ này, lại không thể nhìn thấy được gương mặt thật của Bát Nhục Hải Thật. Cho dù thật sự nhìn thấy rồi, chỉ sợ tiểu Tam Tử cũng không hề nhận ra Bát Tí Hải Thần. Mà tiểu Tam Tử chẳng qua chỉ là một tên côn đồ đứng đầu đám thủ hạ của Mộ Dung Đông mà thôi, mà Mộ Dung Đông chính là con trai thứ hai của Tam Hổ Mộ Dung Lễ. Nói một cách khác, tiểu tam tử và nhân vật nòng cốt của mộ dung thế gia còn cách một khoảng rất xa. Sau khi Diệp Vô Phong rời đi, tiểu tam tử sửng sốt một hồi lâu. Anh ta cần phải đưa ra một quyết định, vốn định giúp Quách Trấn Vũ giết chết một tên tiểu tử đến từ vùng khác, chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng bây giờ hình như đã đụng phải một cái sọt lớn. Diệp Vô Phong này dẫn theo vợ của mình, đến Hoa Hải, tuyên bố muốn thu mua công ty Hoa Cường, Quách Chấn Vũ đã từng kể câu chuyện cười này cho Tiểu Tam Tử nghe. Nhưng, đây thật sự là chuyện cười sao? Tiểu Tam Tử bắt đầu suy nghĩ lại một lần nữa về chuyện này, anh ta đột nhiên cảm thấy, với thân thủ như thế của Diệp Vô Phong, nếu đã nói muốn thu mua Hoa Cường, chắc chắn có thể giải quyết một cách dễ dàng. Sau đó, anh ta lập tức cầm điện thoại, gọi cho Quách Chấn Vũ, "Quách Chấn Vũ, cậu làm gì đấy?" Quách Chấn Vũ vừa nghe thấy, vội vàng trả lời, "Anh ba, đừng nóng vội." 10 vạn đó tôi đã gom đủ rồi, lập tức chuyển cho anh." Tiểu Tam Tử tức giận quát lên, "Thằng khốn, tôi không phải là nói đến chuyện này, tôi là nói, Quách Chấn Vũ, cậu đã đắc tội với người nào, cậu biết không?" Quách Chấn Vũ buồn bực nói, "Anh ba, không phải là một thanh niên mới vừa đến Hoa Hải sao?" Cho dù là Lâm Thư Âm, tôi cũng không quan tâm." Tiểu Tam Tử tức giận nói, "Mẹ nó, Quách Chấn Vũ, tôi nói cho cậu biết, người cậu đắc tội là một sát thần." một sát thần cực kỳ lợi hại. Đúng rồi, anh ta đã từng nói với cậu, muốn thu mua công ty Hoa Cường, tuyệt đối không phải là chuyện cười. Cho nên, cậu lập tức nói với bố cậu, để ông ấy gấp rút chuẩn bị. Dù sao cũng phải bảo vệ được công ty của mình. Hả, quách chấn vũ có chút không hiểu, anh ba, anh đang đùa gì đấy? Tiểu tam tử giận dữ hét lên, cậu cho rằng tôi rảnh rỗi để đùa với cậu sao? Tôi đào tám đời tổ tông nhà cậu lên, chân của tôi đều bị Diệp Vô Phong đánh gãy rồi. Cậu lập tức gọi điện cho bố cậu, nếu không sẽ không kịp đấy. Tôi lại không phải người của nhà mộ dung, khiến bọn họ mất tập trung vì tôi, quả thật là không cần thiết. Tiểu Tam từ dám kinh thường quách chấn vũ, thật sự nguyên nhân là do mộ dung đông, bởi vì mộ dung đông coi thường cả nhà quách chấn vũ, nếu không phải quách đông lôi cưới cô em vợ của mình, mộ dung đông sẽ không qua lại với quách đông lôi. Đương nhiên, hiện tại công ty hoa cường của quách đông lôi có thể có được quy mô như ngày hôm nay cũng là do sự nâng đỡ của mộ dung đông dù sao cũng là cô em vợ của mình hơn nữa cô em vợ lại đặc biệt hiểu chuyện toàn nói chuyện bí mật với mộ dung đông khiến cho mộ dung đông không thể không giúp đỡ con trai con nói lung tung cái gì đấy một người thanh niên đến từ vùng khác lại muốn thu mua công ty hoa cường của bố ha ha vũ nhi con không phải đang ở bên người phụ nữ nào đó chơi đùa với cơ thể của bọn họ, rồi lại bắt đầu nói nhảm chứ. Quách đông lôi lại có phản ứng như thế. Quách đông vũ vội vàng giải thích, đúng rồi, bố, con nói những lời này, đều là những lời anh ba vừa nói với con, Lý Kiếm Hùng. Anh ta nói với con, Diệp vô phong đánh gãy hai chân của anh ta. Hả, quách đông lôi rốt cuộc cũng minh mẫn một chút, đánh gãy chân của Lý Kiếm Hùng. Người ngoại địa này cũng quá kiêu ngạo rồi lý kiếm hùng làm sao không để người của nhà mộ dung giúp hắn chút cơn giận này chứ đúng rồi người ngoại địa này chắc chắn sống không thọ vũ nhi con không cần sợ anh ta quách trấn vũ vô cùng bất đắc dĩ không thuyết phục được bố mình bố bố là bố ruột của con đấy bố nhanh chóng bày ra kế sách bất luận là ai muốn thu mua công ty của nhà chúng ta cũng không bán khi nói đến đây anh ta đột nhiên cảm nhận tình huống có chút khác thường này bố bố nói chuyện đi chứ, tắt máy rồi sao? Điện thoại của Quách Đông Lôi bị người ta cướp lấy, hơn nữa còn trực tiếp ngắt cuộc gọi. Trên trán ông ta, bị người ta chĩa một cây súng vào. Trước mặt là một người thanh niên đang cầm một cái túi ra, từ bên trong túi, lấy ra một tập tài liệu. Ngoài ra còn có một người phụ nữ khuôn mặt xinh đẹp nét mặt đầy vẻ tươi cười, đang ôm lấy cánh tay của anh. Tổng giám đốc Quách, làm phiền ông ký tên vào, người thanh niên trước mặt Vô cùng lễ phép đưa tới một cây bút, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Ký tên, ký tên gì? Quách Đông Lôi hoàn toàn buồn bực. Người thanh niên trước mặt cười nói, cũng không có gì, chỉ là một cái thỏa thuận chuyển nhượng, công ty Hoa Cường của ông từ nay sẽ đổi chủ. "Hả, tôi không ký." Hồn phách của Quách Đông Lôi nhất thời bay lên trời, "Công ty Hoa Cường của tôi không bán. Tôi không bán, cho bao nhiêu tiền tôi cũng không bán." "Ông chắc chắn?" Người phụ nữ đang ôm lấy cánh tay của Diệp Vô Phong cười nói, con dấu của ông đang nằm trong kết sắt của ông, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lấy được. Ông không ký cũng không sao, tôi trực tiếp bắn chết ông. Hả, không không không, đừng nổ súng. Mồ hôi của quách đông lôi chảy như mưa, đừng như vậy. Người thanh niên trước mặt, thản nhiên cầm điện thoại của mình lên, à, có một video, có thể ông sẽ rất hứng thú. Video gì, trong lòng quách đông lôi, có một dự cảm chẳng lành. Video bắt đầu được phát lên, Quách Đông Lôi lập tức cảm thấy xấu hổ. Trên video là tình tiết ông ta đang giao dịch với nhân viên nhà nước, tình tiết Quách Trấn Vũ hại chết mấy cô gái trẻ. chương 244, tôi khâm phục cậu. Mỗi hình ảnh trên video đều mang tới cho Quách Đông Lôi một cú sốc lớn. Người thanh niên trước mặt, nói ngắn gọn, Lý Vinh Hoa, nữ, 24 tuổi, có một đứa con 3 tuổi, đang học trường mẫu giáo dục thông lộ. Đừng nói nữa, tôi ký, Tôi ký tên, quách đông lôi hoàn toàn sụp đổ, cầm cây bút lên, lập tức ký tên của mình vào tất cả những chỗ mà đối phương chỉ định, sau đó nhanh chóng lấy con dấu của mình ra, đóng lên trên đó, không có một chút do so dự nào. Lý Vinh Hoa này chính là một trong ba tình nhân của Quách Đông Lôi, đứa con trai ba tuổi đó đương nhiên chính là con trai ruột của ông ta. Đối phương trước khi tới đã chuẩn bị đầy đủ, cho dù Diệp vô phong dùng thủ đoạn ngang ngược để cướp lấy công ty hoa cường của ông ta, Thả mất đi công ty, cũng không thể mất đi toàn bộ người thân. Những video trước mặt, đủ để đưa toàn bộ bố con bọn họ vào tù, thậm chí tình cảnh còn có thể thảm thương hơn. Quách Đông Lôi hoàn toàn sụp đổ rồi, chỉ với vài chiêu thức của đối phương, đã hoàn toàn bị đánh đổ. Quách Trấn Vũ, con trai của tôi đang ở đâu? Quách Đông Lôi nhìn thấy đối phương từ đầu đến cuối đều không nhắc đến tin tức của Quách Trấn Vũ, hỏi ngược lại. Tôi đã phái một xạ thủ mai phục bên ngoài phòng của quách trấn vũ nhắm súng thẳng vào đầu anh ta ông chỉ cần ký tên muộn nửa phút thì có lẽ bây giờ quách trấn vũ đã chết rồi bởi vì tôi sẽ không cho ông cơ hội đổi ý đối phương trả lời rất đơn giản dọa trái tim quách trấn vũ suýt nữa thì ngừng đập mãi đến khi đối phương rời đi quách đông lôi cũng không dám di chuyển sau khi ký tên công ty hoa cường đã là của người khác rồi thậm chí đối phương căn bản không cần tốn một đồng tiền nào Mặc dù đối phương đầu tư một ít cổ phần vào, nhưng cuối cùng cũng đều thuộc sở hữu của công ty, cũng tương đương với việc không đầu tư vào. Sau một hồi chán nản, Quách Đông Lôi đột nhiên nhận được điện thoại của Quách Trấn Vũ, bố, vừa rồi bố ngắt điện thoại của con. Bố làm gì đấy? Quách Đông Lôi im lặng một chút, thở dài, công ty của chúng ta, đã bán đi rồi. Cái, cái gì, bố, bố đùa gì thế? Vừa nãy không phải chúng ta đã bàn bạc với nhau rồi sao? Công ty của chúng ta không thể bán, bố làm sao? Quách Chấn Vũ quả thực không thể tin được. Quách Đông lôi thở dài, trong lòng thầm nghĩ, cảm giác đối mặt với sự tàn phá vừa rồi, còn làm sao có thể hiểu được? Ông ta từ từ nói, Chấn Vũ, bất kể như thế nào, công ty của chúng ta đã không còn nữa, nhưng mạng thì vẫn còn, có đúng không? Không cần dối rắm vì những vật ngoài thân này, chúng ta có thể chờ đợi thời cơ để trở lại. Bố nhưng mà con, chấm con cá cược thua rồi. Quách Trấn Vũ nhìn thời gian, còn khoảng sau ngày nữa là đến ngày họp lớp mà anh ta đã hẹn trước với mọi người. Bố, con có thể mua lại công ty của chúng ta không? Quách Trấn Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định. Mua lại, ha ha, Trấn Vũ, không cần phải nghĩ nữa, bố mệt rồi, tắt máy đây. Quách Đông Lôi trực tiếp ngắt điện thoại. Người cố chấp thu mua công ty Hoa Cường, chính là ba người Bạch Nhạn Phi, Tiết Phi và Mã Võ, còn lại Hàn Kỳ phụ trách canh chừng ở bên ngoài. Bạch Nhạn Phi đã làm tốt các công tác chuẩn bị, Quách Đông Lôi căn bản không có cách nào xoay sở được. Ngày hôm sau, mặc dù Quách Đông Lôi không đi đến công ty Hoa Cường, nhưng, từ tòa nhà cao tầng của công ty Hoa Cường, liên tục truyền tới tin tức, ông ta rất nhanh biết đã được, đối phương đã mạnh mẽ gia nhập vào công ty Hoa Cường. Người của đối phương đều rất lợi hại, phàm là những nhân viên lâu năm có cảm tình với nhà họ Quách, toàn bộ đều bị đuổi việc, cũng không biết được đối phương làm cách nào mà có được những tình báo này, ngược lại đem thế lực của nhà họ Quách loại bỏ một cách sạch sẽ. Thêm một ngày nữa trôi qua, Quách Đông Lôi không còn nghe thấy các nhân viên cũ gọi điện thoại đến. Ông ta cũng không dám đi tới công ty Hoa Cường để kiểm tra, chỉ có thể gọi điện cho Mộ Dung Đông, anh rể, công ty Hoa Cường của em bị người ta cưỡng ép thu mua rồi, chuyện là như thế này. Mộ Dung Đông xem thường ông ta, không đợi ông ta nói hết, liền khiển trách Quách Đông Lôi tôi đã sớm biết cậu là một kẻ bất tài không thể làm được trò chống gì. Công ty bị thu mua, vậy thì quá tốt rồi, chẳng phải cậu sẽ được rảnh rỗi một thời gian hay sao? Đi ra ngoài nhìn ngắm trời đất cũng tốt, tôi còn có việc, tạm biệt. Chúc cậu may mắn. Vừa dứt lời, mộ dung đông lại thật sự ngắt điện thoại. Anh rể, alo, anh rể, quách đông lôi kêu lên hai tiếng, bất đắc dĩ đành phải buông điện thoại xuống, thế lực nhà mộ dung lớn, xem thường hoa cường của tôi sao. À, chỉ là không biết, khẩu vị của Diệp vô phong rốt cuộc sẽ lớn như thế nào. Ngay cả nhà mộ dung cũng muốn thôn tính sao. Nếu như thật sự đúng là như thế, tôi cần phải nhắc nhở nhà mộ dung. Rất nhanh sau đó ông ta cảm thấy, mộ dung thế ra ở Hoa Hải, có thể nói là hống hách ngang ngược, quách chấn vũ dựa vào việc Hoa Cường bị thu mua, liền suy đoán nhà mộ dung cũng sẽ bị diệt tộc. Người của mộ dung thế ra nhìn vào, chẳng phải đây là một trò cười rất lớn sao? Mộ Dung Thế Gia, không ai có thể xâm phạm, cho dù là quan chức cao cấp của chính phủ cũng không được. Đừng nói gì đến một thanh niên đến từ vùng khác. Vì thế, mặc dù Quách Đông Lôi không dám gọi điện thoại, nhưng ông ta hạ quyết tâm, nhất định phải cảnh báo và ám thị cho Mộ Dung Đông. Dung mạo ảm đạm của Quách Đông Lôi xuất hiện trước mặt Mộ Dung Đông, nhìn thấy hai vợ chồng này sau đó tươi cười a, Quách Đông Lôi, cậu muốn tôi phải nói cậu như thế nào mới tốt đây? Tôi giúp cậu lấy được công ty Hoa Cường cậu thì hay rồi, một cái rắm cũng chưa kịp thả, đã chuyển nhượng công ty sang cho người khác rồi, cậu thật đúng là, tôi khâm phục cậu. Oan uổng quá, anh rể, em không chuyển nhượng, là đối phương cưỡng ép em ký tên vào. Quách đông lôi ấm ức, nước mắt cũng rơi xuống rồi, anh rể, em cảm giác, Diệp vô phong này đột nhiên xuất hiện ở Hoa Hải, lại dám ngang ngược chiếm đoạt công ty Hoa Cường của em, có lẽ nào anh ta đang nhắm vào mộ dung thế ra. Ha, ha ha, quách đông lôi, đồ bỏ đi như cậu lại dám động não thay tôi sao cậu là nói diệp vô phong nhắm vào nhà mộ dung của chúng tôi sao sau đó khiến tôi giúp cậu tiêu diệt tên đó sao hắc hắc hay cho một chiêu mượn dao giết người ông đây dựa vào cái gì mà tin vào lời cậu vừa nói mộ dung đông hiển nhiên cũng không ngốc nhưng ông ta cũng không được tính là nhạy bén không phải anh rể em nào dám đùa giỡn với anh chuyện là như thế này Quách Đông Lôi kể lại câu chuyện một cách ngắn gọn, đặc biệt thổi phồng sức mạnh của đối phương thêm một chút. Ánh mắt của mộ dung đông, bắt đầu sắc bén, hả? Quách Đông Lôi, ý của cậu là nói, đối phương sử dụng thủ pháp đen ăn đen, trực tiếp nuốt lấy công ty hoa cường của cậu sao? Nước mắt Quách Đông Lôi giàn rụa, đúng rồi anh rể, anh nhất định phải giúp em chút cơn giận này. Những người này thật sự không nói đạo lý, ăn tươi nuốt sống em. Mộ dung đông đập bàn, khốn khiếp hoa hải là địa bàn của nhà mộ dung tôi dám ức hiếp quách đông lôi chẳng khác nào ức hiếp nhà mộ dung được lắm lập tức dẫn quân đội đi đến công ty hoa cường vợ của quách trấn vũ dáng người đông đưa bước qua kéo lấy cánh tay của mộ dung đông anh rể cảm ơn anh anh là cha mẹ tái sinh của nhà họ quách bọn em trong lòng em chính là đại anh hùng đôi mắt của cô ta liếc qua vẻ đẹp mê người mộ dung đông nhẹ nhàng nhéo vào tay cô ta một cái cảm thấy làm này trước mặt em dễ quách đông lôi, trong lòng đặc biệt rất sảng khoái, ha ha. Tôi lại muốn xem xem, đối phương là ai, lại dám cưỡi lên đầu mộ dung thế gia của tôi. chương 245, không thể xem thường. 2 giờ chiều, Lâm Thư An và Bạch Nhạn Phi dẫn theo nhóm lãnh đạo cấp cao của công ty Hoa Cường, đang lúc bận rộn, vừa phải giải quyết quan hệ hiện tại của công ty, đồng thời phải xem xét tuyển dụng nhân viên mới. Ngoài ra, người bên ngoài công ty Hoa Cường đã xếp thành một hàng dài, đa số đều là những sinh viên đại học đến để nộp đơn. Diệp vô phong không dám lơi lỏng cảnh giác, anh biết ở đây là Hoa Hải, thế lực của nhà mộ dung không phải chuyện có thể đùa được. Lần này anh động đến quách đông lôi cũng vì muốn giết gà dọa khỉ, thăm dò thử phản ứng của nhà mộ dung. Vào thời điểm người nhà mộ dung tập hợp, tiểu tam tử nói mình bị té trong lúc tập võ, chân bị thương nên không đến. Tiểu tam tử rất thông minh, Cậu không nói với Mộ Dung Đông chuyện mình bị hành hạ, muốn xem thử kết quả so tài của Mộ Dung Đông và Diệp Vô Phong. Tiết Phi, Mã Vũ, Hàn Kỳ và mấy bảo an đang đứng trước cửa công ty Hoa Cường làm nhiệm vụ thì thấy đối phương mang hơn mấy trăm người hùng hổ đi đến, Hàn Kỳ vội vàng báo cho Diệp Vô Phong, còn Tiết Phi và Mã Vũ thì dẫn người đi chặn cửa lại. "Đứng lại, làm gì vậy hả?" Mã Vũ hỉ mạnh cản người lại. "Tao là Mộ Dung Đông, kêu Diệp Vô Phong ra đây!" Phó công của mộ dung đông đã đạt cấp đại sư, miệng ngậm xì gà, khinh thường nhếch môi. Mộ dung đông là cái gì thế? Mã vũ cố ý hỏi Tiết Phi. Tiết Phi lắc đầu, không biết, đuổi họ đi đi. Hai người nói chuyện vô cùng ung dung, giống như không nhìn thấy mấy trăm người cầm gậy gộc, mã tấu đứng sau mộ dung đông. Mày là thằng nào? Mộ dung đông nén giận hỏi. Quách đông lôi thì thầm gì đó với mộ dung đông, mộ dung đông lập tức nổi giận, giật một ống thép của đàn em bên cạnh, sau đó lao nhanh như cắt về phía Tiết Phi. Tiết Phi đã sớm nhìn ra đẳng cấp võ công của Mộ Dung Đông từ tay chân, ánh mắt đến bước đi của gã, vậy nên lúc đối mặt với gã, anh ta đã chuẩn bị kỹ từ lâu, vất tay ra hiệu cho má vũ lùi về, anh ta đứng ra sẵn sàng tiếp chiêu. Vù vù vù, Mộ Dung Đông cầm ống thép quật mấy phát cũng không chạm được vào góc áo của Tiết Phi. Mộ Dung Đông lạnh cả người, vội vàng lùi về sau, nhưng lúc đó Tiết Phi lại bắt đầu xông đến tay trái tay không bắt lấy mũi dao sắc bén, chuẩn xác lại khéo léo giật được ống thép trong tay Mộ Dung Đông, tay phải tiện thể ấn người Mộ Dung Đông lên cánh cửa. Rầm, tiếng không quá lớn, nhưng làm toàn bộ đàn em đang có mặt ở đó của Mộ Dung Đông giật mình kinh hãi. Mộ Dung Đông là kẻ mạnh nhất trong cả đám, vậy mà đánh không lại một tên bảo vệ bình thường. Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lúc này, nhóm sinh viên đến nộp đơn bên trong thấy có chuyện hay để xem, bắt đầu lấy điện thoại ra quay video. Mã Vũ vỗ tay cười nói, anh Phi đánh hay lắm. Để em đến đuổi đám gây chuyện này đi. Vừa nói, Mã Vũ vừa xông về phía nhóm người kia. Tiếng hô chào ôi nhất thời vang lên không ngừng, Mã Vũ hệt như con hổ săn bầy dê non, ra vào giữa hơn trăm người vô cùng nhẹ nhàng, nháy mắt đã tách khỏi nhóm người của đối phương. Ha ha, một đám phế vật cũng dám đến công ty Hoa Cường gây sự. Lúc Mã Vũ trở về, trong tay còn cầm thêm hai ống thép, súng không có, pháo cũng không, kẻ địch cho không chúng ta rồi này. Ha ha, đối phương có hơn trăm tên, mười mấy tên bị đánh gục, đồng bọn của chúng nở ra, cố nén để không kêu lên từng tiếng thảm thiết. Trên mặt mộ dung đông vẫn đang bừng bừng lửa giận, mặt gã tối sầm, nhìn Tiết Phi rồi nói, mày giỏi lắm, dám đánh mộ dung đông tao, tao sẽ cho tụi mày chết không chỗ chôn Nhưng trong lúc gã trao đổi chiêu thức với Tiết Phi cũng biết võ công của mình thua người ta một bậc, các sinh viên đến nộp đơn vỗ tay hoan hô, quào. Wow. Bảo vệ của công ty Hoa Cường giỏi quá. Đúng vậy, đảm bảo bọn côn đồ này mai mốt không dám đụng đến công ty Hoa Cường đâu. Bọn mình đến công ty Hoa Cường nộp đơn quả là quyết định đúng đắn. Tất nhiên, mọi người hãy kiên nhẫn chờ lãnh đạo cấp cao của Hoa Cường gọi lên phỏng vấn nhé. Tiết Phi phất phất tay với mộ dung đông hệt như đuổi ruồi, nói cút. Đừng có ở đây làm chuyện mất mặt nữa tôi cũng thấy ngại cho mấy người đấy anh ta hít mắt liếc quách đông lôi giám đốc quách hà tôi thấy hình như anh vẫn chưa nhận thức được tình huống nhỉ quách đông lôi sợ đến rụt người lại trốn vào đám người lẳng lặng lùi xa ra mộ dung đông sẽ bỏ qua ư gã quay người đi hơn 10 mét sau đó dặn đàn em ở lại canh chừng không được rút lui cách này quá vô lại tao cho nhiều người đến giữ trước cửa nhà mày còn chiếm cả đường lớn mày làm gì được tao đồng thời mộ dung đông còn gọi cho ông già nhà mình là mộ dung lễ bố con mới bị người ta đánh mộ dung lễ nghe xong thì giận lắm nhưng mộ dung lễ không phải mấy tên côn đồ ở nơi đầu đường xó chợ ông ta lập tức nghĩ đối phương là kẻ mạnh từ nơi khác đến ở nhờ lúc đến hoa hải hẳn cũng biết đến thế lực của gia tộc mộ dung nhưng đã biết mà còn dám đánh mộ dung đông vậy điều đó có nghĩa là gì đối phương chuẩn bị kỹ rồi mới đến tâm trạng của mộ dung lễ trở nên nặng nề lập tức tìm em trai thứ năm có quan hệ tốt nhất với mình, mộ dung tín thương lượng, chú năm à, chuyện của tiểu đông nhà anh chắc chú cũng biết rồi, chú nghĩ giúp anh với. Mộ dung tín đập bàn, quá ngạo mạn, dám khiêu chiến nhà mộ dung, chúng ta còn làm gì nữa? Anh ba, để em đi xử lý tụi nó. Đợi đã, mộ dung lễ lập tức lắc đầu, chỉ hai tên bảo vệ bình thường của chúng đã có thể ép hơn trăm người của tiểu đông phải lùi về. Điều đó có nghĩa trong bọn chúng còn có những nhân tài khác nữa, không thể coi thường được. vậy giờ làm sao? chẳng lẽ nhà mộ dung chúng ta lại đi sợ chúng à? mộ dung tín trợn mắt. mộ dung lễ nói, bọn chúng dùng thủ đoạn phi pháp thu mua công ty hoa cường. chúng ta cũng có thể bắt chước làm theo. nhà mộ dung chúng ta im lặng quá lâu, có lẽ người ta đã quên mất chúng ta làm giàu kiểu gì rồi. mộ dung tín dừng một lúc rồi gật đầu, được. anh ba, vậy anh nói xem bây giờ chúng ta làm gì? em nhất định sẽ giúp anh. Mộ Dung Đông đứng canh trước cửa công ty Hoa Cường quả thật có thể cản trở một ít sinh viên đến nộp đơn, nhưng rất nhanh, đã có người trong nhóm sinh viên ở bên trong gọi báo cảnh sát. Kết quả là cảnh sát phái kha khá người đến tuần tra quanh công ty Hoa Cường, nhóm người Mộ Dung Đông chỉ có thể rút lui. Năm ngày trôi qua, Lâm Thư Âm nhanh chóng phát hiện, những công ty lúc trước hợp tác với công ty Hoa Cường đều xé hợp đồng, không muốn tiếp tục hợp tác với công ty Hoa Cường nữa. Vô Phong, mấy cái này là hợp đồng bị xé nếu công ty hoa cường bị những công ty này hủy hợp tác tài chính sẽ đứt dẫn đến phá sản lâm thư âm đặt một tập tài liệu trước mặt diệp vô phong bạch nhạn phi nhích đến gần cầm tập tài liệu lên xem trà tiền bạc không thành vấn đề nhưng cái chính là nếu bị hủy hợp tác hoa cường đúng là khó mà duy trì được diệp vô phong cười đáp rõ ràng quá rồi mấy cái này là nhà mộ dung gây ra cho chúng ta bạch nhạn phỉ nói tôi lập tức đi điều tra Tuyệt đối không thể để bọn họ làm vậy. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 246: Khoe khoang quá mức. Nhưng lúc Bạch Nhạn Phi chuẩn bị đi điều tra, cô ấy lại nhận được tin từ thư ký, có mấy nhân viên xung đột với người ngoài, có người bị đánh bị thương. Những nhân viên này, có người muốn xin nghỉ dưỡng thương, có người trực tiếp xin nghỉ việc, tuy vị trí họ đảm nhiệm không quan trọng lắm, nhưng chớp mắt đã có vài nhân viên xin nghỉ việc đối với công ty Hoa Cường đương nhiên cũng khá bất lợi. Lúc Diệp vô phong nghe cô ấy báo cáo chuyện này cũng không để ý lắm, nhân viên của Hoa Cường rất đông, va chạm chút xíu với người ngoài, gặp chút chuyện, bị thương cũng là chuyện thương. Nhưng số nhân viên xin nghỉ càng lúc càng nhiều, không chỉ Lâm Thư Âm và Bạch Nhạn Phi cảm thấy không ổn, đến cả Diệp vô phong cũng thấy có gì đó không bình thường. Rõ ràng là có người cố tình gây chuyện, đối tượng tình nghi đầu tiên đương nhiên vẫn là nhà mộ dung. Diệp Vô Phong lập tức giao việc điều tra cho đám thiết phi, yêu cầu họ điều tra kỹ từng nhân viên đã từng xin nghỉ việc, phải tìm ra được nguyên nhân từ chức. Còn nhờ Lâm Thư Âm tạm thời báo lại cho anh những chuyện đã xảy ra, vì hôm nay là ngày diễn ra cuộc hẹn ở nhà hàng lớn Mỹ Thụ Loan. Diệp Vô Phong mở cửa xe BMW X5, đứng trong bãi đỗ xe của nhà hàng, lúc cùng Lâm Thư Âm đi đến cửa nhà hàng lớn Mỹ Thụ Loan, họ nhìn thấy lớp trưởng Lưu Đại Xuân đã đến rồi. Úi trà, Thư Âm, các cậu đến rồi. Lưu Đại Xuân đứng ở phía xa lên tiếng chào hỏi, bên cạnh anh ta còn có hai bạn học nam khác cũng gật đầu cười đáp lại. Lâm Thư Anh mỉm cười đi đến, không nhịn được nhìn xung quanh, mấy cậu đến sớm qua đó. Sao đứng ở ngoài nhà hàng vậy? Quách Trấn Vũ không đến à? Ôi trời, ông Quách Trấn Vũ đó cũng chẳng biết bị gì nữa, điện thoại của ông tắt máy rồi. Bạch Xuân Yến không biết từ đâu chui ra, nhìn Lâm Thư Âm, sao thế? bà không biết quách trấn vũ thua rồi à lâm thư âm chỉ cười mà không nói lúc này tần vũ cũng đã đến ôi sao mọi người đều đứng ở ngoài vậy chúng ta vào thôi lưu đại xuân nói tôi mới hỏi phục vụ phải đặt phòng trước ba ngày bởi vậy tần vũ kéo tay lâm thư âm nhíu mày nói lớp trưởng đại xuân à ý cậu là sao ý là ở đây không còn chỗ à lưu đại xuân thở dài có tiền cũng không có chỗ việc làm ăn của nhà hàng Mỹ Thụ Loan quá tốt, tôi cũng hết cách. Tần Vũ Tinh quái nói, Bạch Xuân Yến, tiếp tục gọi Quách Trấn Vũ. Hôm nay tôi muốn thấy cậu ta quỳ xuống dập đầu với Lâm Thư Âm và Diệp Vô Phong kiểu gì. Bạch Xuân Yến tiếp tục ấn số điện thoại của Quách Trấn Vũ, vẫn đang tắt máy. Lâm Thư Âm nhìn Diệp Vô Phong, các bạn học đến hết rồi, làm sao bây giờ? Không thể cứ giải tán ra về như vậy được. Diệp Vô Phong cười nói, dù Quách Trấn Vũ không dám tới, chúng ta vẫn có thể đi ăn như cũ thôi. Để anh gọi điện hỏi xem có phòng nhỏ nào ở Mỹ Thụ Loan không. Bạch Xuân Yến bực bội nói, ông gọi, bộ ông nghĩ Hoa Hải là thành phố tam tuyến nhỏ xíu của ông hả? Hà. Nhà hàng Mỹ Thụ Loan làm ăn tốt như thế, trừ khi có thẻ vàng VIP của họ, còn không giờ này không có phòng đâu. Lâm Thư âm nói, vô phòng có nhiều bạn, chắc sẽ có cách thôi. Tần Vũ nói, gì cơ, Diệp vô phòng cũng có bạn ở Hoa Hải à? Bạch Xuân Yến nói, bạn của Lưu Đại Xuân là quản lý của chỗ này còn không đặt được phòng đấy. Diệp Vô Phong gọi một cái là có phòng chắc, hứ. Lúc này, điện thoại của Diệp Vô Phong đã có người bắt máy, à, cậu biết nhà hàng Mỹ Thụ Loan ở Hoa Hải không? Chỗ đó làm ăn tốt quá nên hết phòng rồi, cậu xem thử xem, có thể tìm một phòng cho chúng tôi được không? Số người à, chứa được mười mấy người là được rồi, không cần quá lớn đâu. Diệp Vô Phong nói xong thì cúp điện thoại, giống như cũng chẳng cần nghe câu trả lời của đối phương cập nhật chuyện nhanh tại tương đương trumtruenvn tương đương bạch xuân yến nghi ngờ hỏi diệp vô phong ông làm vậy là sao thế người ta có đồng ý hay không rốt cuộc có phòng hay không vậy diệp vô phong hờ hững cười chờ một lát thì biết lưu đại xuân cũng không chắc lắm được rồi vậy chúng ta chờ một lát vậy tần vũ nói diệp vô phong nếu người ngoài như ông có thể tìm được phòng thì chi phí hôm nay mấy người đồng học ở hoa hải bọn tôi sẽ trả hết bạch xuân yến nói lớn được đấy chỉ sợ tiền của tụi mình không có chỗ để dùng thôi lâm thư âm nhíu mày bạch xuân yến bây giờ đang ngứa người à cứ như không móc nghỉa người khác thì khó chịu ấy lưu đại xuân nói tần vũ nói đúng chỉ cần vô phong tìm được phòng chi phí hôm nay đám con trai bọn tôi bao hết lúc này người bạn mặc đồng phục nhân viên nhà hàng Mỹ Thụ Loan của Lưu Đại Xuân vội vã đi ra, Đại Xuân, xin lỗi nhé, ở đây hết phòng rồi, hay là các cậu qua chỗ khác thử xem. Bạch Xuân Yến nói, người của bọn tôi đã liên lạc bảo bên các cậu trừ một phòng nhỏ rồi. Tên nhóc kia lắc đầu nghi ngờ, sao vậy được, toàn bộ phòng chỗ chúng tôi được đặt hết từ 12 tiếng rồi. Chừa phòng, sao mà được chứ? Bạch Xuân Yến cười hì hì nhìn Diệp vô phong, nè, chồng của bạn thư âm ơi, không phải ông nói người ta chừa ra một căn phòng nhỏ sao có khoác lác quá không thế lâm thư âm mất hứng đáp bạch xuân yến cô có ý gì không lẽ chờ thêm một lát cũng không được à hay là cô tự đi tìm phòng đi tên nhóc kia vô cùng xin lỗi nói đại xuân xin lỗi tôi không tiện lắm tôi về làm việc đây bạch xuân yến nói tôi tự biết mình kiếm không được nha đâu giống một số người kiếm không được phòng còn nói gọi điện xem thử nữa cơ Tần Vũ nói, Bạch Xuân Yến, cô nói vậy là ý gì hả? Diệp vô phong cậu ta cũng nghĩ cho chúng ta đã cất công đến Mỹ Thụ Loan nên mới tìm cách đặt phòng, đương nhiên phải gọi điện thoại xem thử rồi. Được hay không không quan trọng, người ta đã hết lòng rồi. Bạch Xuân Yến cười nói, ừ, tôi cũng hết lòng này, hay là chúng ta đi chỗ khác đi? Lâm Thư Âm không nhịn được liếc mắt nhìn Diệp vô phong, thấy gương mặt Diệp vô phong vô cùng chắc chắn, trong lòng cô cũng nắm chắc chúng ta chờ thêm chút nữa đi hơn nữa buổi họp lớp lần này cũng đã báo với quách trấn vũ rồi không ngờ bây giờ cậu ta lại chơi trò mất tích lưu đại xuân nói đúng vậy thật ra mọi người nhất định muốn ăn ở đây cũng vì muốn chờ quách trấn vũ để tránh sau này cậu ta bảo chúng ta qua loa tất trách tần vũ đột nhiên nói ý mọi người nhìn cửa kia ông chú mập mạp đó chạy nhanh như vậy làm gì không biết chẳng lẽ nhà hàng mỹ thụ loan xảy ra chuyện rồi mọi người nhìn theo hướng cô chỉ quả nhiên thấy một ông chú bụng phệ phía sau còn có bốn người phục vụ đang chạy nhanh ra ngoài. Cả người toàn mỡ, lúc chạy trông vô cùng khó khăn, nhưng tốc độ của ông ta lại rất nhanh, từ cửa lớn đến chỗ nhóm người Diệp vô phong chỉ 5-60 mét, mà ông ta đã mồ hôi nhễ nhại xin, xin hỏi, người nào là anh Diệp, Diệp vô phong? mươi 247, trực tiếp quá rồi. Đám người Lưu Đại Xuân đều thấy rõ, ông chú mập mạp này tuy chỉ chạy có mấy bước, nhưng quần áo cả người đều ướt nhẹp giọt mồ hôi lăn trên gò má, chảy xuống. Diệp vô phong nghênh đón, tôi là Diệp vô phong. Ôi, anh Diệp à, anh đến Mỹ Thụ Loan sao không báo với em một tiếng. Em là Lôi Minh, quản lý chính của nhà hàng Mỹ Thụ Loan, chào mừng anh Diệp ghé thăm. Vừa nói, Lôi Minh vừa kho người cúi thật sâu chào Diệp vô phong. Mồm miệng Bạch Xuân Yến không nói được lời hay, nhịn không được hỏi, quản lý lôi này, anh chắc bên trong còn phòng chứ lôi minh kính cẩn nhìn diệp vô phong anh diệp xin lỗi đã để anh phải chờ bên ngoài lâu như vậy hướng này mời anh đầu ông đầy mồ hôi cười cười với bạch xuân yến đương nhiên là còn còn là phòng phỉ thủy tinh quang cao cấp nhất cái gì bạch xuân yến vô cùng hoảng sợ lưu đại xuân tần vũ cũng kinh hãi ở hoa hải người mới có thể không biết đến mỹ thụ loan nhưng phòng phỉ thủy tinh quang cực kỳ xa hoa chỉ sợ ai ai cũng biết phòng phỉ thủy tinh quang được đặt riêng biệt trên lầu cao nhất của nhà hàng mỹ thụ loan là một căn phòng được xây dựng vô cùng xa hoa có thể dùng để tụ họp hẹn hò thế kẻ nào có thể vào phòng phỉ thủy tinh quang ăn cơm chắc chắn đều là người giàu có nhất hoa hải còn phải đặt trước nửa tháng phỉ Thúy tinh quang có thể đảm bảo toàn bộ người bên trong căn phòng chu vi hơn m có thể cảm nhận được sự xa hoa và nở mày nở mặt cũng bảo đảm bí mật không ai biết người đang ở bên trong là ai có người nói lúc xây phỉ thúy tính quang tổng cộng hết 21 tỷ, kết hợp cả hiện đại và cổ đại, cả khoa học kỹ thuật và sự xa hoa. Ở đây ăn cơm không chỉ tượng trưng cho sự giàu có mà quan trọng hơn còn tượng trưng cho thân phận. Nhóm người Lưu Đại Xuân và Bạch Xuân Yến khiếp sợ không thôi, nhưng quan trọng hơn là, bọn họ nghe nói, nếu đến phòng phỉ thúy tinh quang ăn cơm, dù ít hay nhiều người cũng phải tốn ít nhất là 3 tỷ. Nếu thực khách yêu cầu cao hơn, giá cả còn hơn nữa. Bọn họ chỉ đang lo là, vừa nói bọn họ nói mình sẽ trả tiền. Tận 3 tỷ lận đó. Vậy nên, khi Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm đi theo lôi minh, bọn họ theo sau, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Giám đốc lôi à, thật ra thì, bọn tôi chỉ có mười mấy người, ăn cơm ở phòng phỉ thúy tinh quang có phải hơi xa xỉ không? Bạch Xuân Yến cẩn thận hỏi. Lôi minh đáp, nào có, các vị cứ việc qua đó, tôi đã sắp xếp xong cả rồi. Đi vào thang máy, nhanh chóng đến phòng phỉ thúy tinh quang ở tầng cao nhất, trong lúc đó thang máy không dừng ở bất cứ tầng nào khác. Điều này có nghĩa là, thang máy này là thang máy chuyên dụng của phòng phỉ thúy tinh quang. Hơn thế nữa, cả thang máy vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp, thậm chí còn điều khiển bằng âm thanh, phô ra hết những tiện ích của khoa học kỹ thuật hiện đại. Thang máy chưa mất đến một phút đã đi đến tầng cao nhất. Wow! Trời à! Đẹp quá! Nơi này đúng là cảnh trên trời mọi người vừa ra khỏi thang máy đã bị những thiết bị kỳ diệu được lắp đặt ở phỉ thúy tinh quang làm cho kinh ngạc vô thức phát ra lời khen ngợi ngay cả lâm thư âm cũng nói đúng là rất đẹp thậm chí còn có thể nhìn thấy được bầu trời sao công trình này thật sự rất kỳ diệu nóc nhà hình tròn lập ngói lưu ly li, xung quanh có các hồ cá tạo hình đẹp đẽ đồ điêu khắc đồ chỗ tranh chữ của những danh nhân nhiều nơi trên tường còn được làm bằng ngọc lưu ly li, nhìn qua giống như thủy tinh kết hợp với hiệu quả rực rỡ của ánh đèn nhìn vào có cảm giác lấp lánh lóa mắt, khiến người khác rung động. Ngoài ra, có nhiều tiện ích trong phòng đều được điều khiển bằng giọng nói, nội âm đích thân biểu diễn, khiến cho Lâm Thư Âm và các bạn học của cô tán thưởng không thôi. Xin chào tiểu tinh, mở cửa nào. Xin chào tiểu tinh, bật đèn. Xin chào tiểu tinh, tắt đèn. Tần Vũ nhìn đến mức đôi mắt hít thành một đường, ui cha. Kỳ diệu quá. Bạch Xuân Yến hô, quá xa xỉ. Lưu Đại Xuân và mấy bạn học nam vẫn còn rụt rè, nhưng trong lòng họ đã rung động, cũng chẳng có cách nào hình dung nổi. Thậm chí mọi người còn chẳng biết nên đặt tay chân ở đâu, có vẻ đang rất tẩn trọng. Cũng chỉ có Diệp Vô Phong đang đứng bên cạnh Lâm Thư Âm là lạnh nhạt nhìn mọi việc, giống như những thứ xa hoa nơi này không hề khiến anh cả thấy hứng thú. Giám đốc lôi, nghe bảo phỉ thúy tinh quang có một màn hình chiếu lớn, nó là cái gì vậy? Hai mắt Bạch Xuân Yến trở nên mê ly, ánh mắt đầy sự ghen tị, lắm lúc lại nhìn về phía Lâm Thư Âm. Lôi Minh giới thiệu, màn hình chiếu là thứ đặc sắc nhất của phỉ thúy tinh quang chỗ chúng tôi, nó có thể phát cảnh bên trong phòng ăn này lên một màn hình lập thể lớn, tất cả những người trong phạm vi 10 km quanh đây đều có thể nhìn thấy được. Wow, thật á, Bạch Xuân Yến ngẩng đầu lên nhìn, vậy giờ có thể chiếu thử ảnh của bọn tôi không? Đương nhiên là được, lôi mình nhìn Diệp vô phong, anh Diệp, anh muốn chiếu ảnh không? Diệp vô phong nhìn Lâm Thư Âm, em nói xem. Lâm Thư Âm lắc đầu, bỏ đi ha. Nói vậy thì phô trương quá. Bạch Xuân Yến thấy được, Diệp vô phong nghe lời Lâm Thư Âm, kêu làm gì thì làm đó, mà giám đốc lôi lại chỉ nghe lệnh của Diệp vô phong. Tuy Tần Vũ chưa từng nhìn thấy màn hình chiếu sáng kia thì hơi thất vọng, nhưng cô ấy kéo kéo tay Lâm Thư Âm, dễ thấy được quan hệ của hai người họ không phải tốt bình thường. Sau đó, lôi minh bắt đầu hướng dẫn mọi người sử dụng hệ thống điều khiển bằng giọng nói của phỉ thúy tinh quang dù là đèn treo bàn hay bất kỳ thứ gì khác đều có thể điều khiển bằng âm thanh di chuyển chỗ và góc ngồi đến mức thoải mái trong lúc lôi minh đầu đầy mồ hôi hăng hái giới thiệu những người khác nồng nhiệt lắng nghe thì diệp vô phong cười gượng nói ông lôi ông lui xuống đi gọi một cô gái xinh đẹp đến giới thiệu cho chúng tôi là được rồi lâm thư âm nghe diệp vô phong nói lôi minh như vậy thì không khỏi cười cười Đám người Lưu Đại Xuân thì lại trực tiếp bật cười, Diệp Vô Phong đúng là thẳng thắng, cậu ta không sợ đắc tội với vị giám đốc lôi này à? Lôi Minh nở nụ cười xấu hổ, dạ dạ dạ, thật ra thì em muốn ních thân phục vụ anh. Vậy để em xuống trước, rồi sẽ phái quản lý của Phỉ Thúy Tinh Quang tự đến giải thích với mọi người. Diệp Vô Phong thấy ông ta định đi thì lập tức theo đến cửa thang máy, lúc níu vai ông ta, anh cảm thấy trong tay toàn là mỡ thì lập tức bỏ tay ra, ông lôi, bọn tôi còn một người khách nữa tên Quách Trấn Vũ, là người tôi muốn chèn ép nhất đêm nay, nếu anh ta tới thì cứ dẫn anh ta lên đây. Quách Trấn Vũ, dạ dạ, cho dù cậu ta không đến em cũng sẽ phái người đi tìm cậu ta. Ha ha, anh Diệp, anh cứ yêu tâm, phòng phỉ thúy tinh quang sẽ thỏa mãn tất cả các yêu cầu hợp lý của thực khách. Lôi mình cười hì hì đi vào thang máy, vẫy tay tạm biệt Diệp vô phong. Chưa đầy 3 phút, một cô gái xinh đẹp đã bước ra từ trong thang máy, Cô gái này không chỉ đẹp mà dáng người cũng rất bốc lửa, giọng nói nhẹ nhàng êm tai, giống như đạt đến trình độ của MC truyền hình, tiếng phổ thông của cô ta cũng rất tốt. Chào anh Diệp, chào các anh chị, em là Lục Phi Phi, quản lý phòng Phỉ Thúy Tinh Quang, là phục vụ riêng của mọi người, các anh chỉ có bất cứ yêu cầu gì có thể nói với em, em sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của mọi người. Chương 248: Quỳ xuống gọi bố. Dưới sự phục vụ tận tình của Lục Phi Phi, mọi người chơi rất vui. Quả thật vô cùng thỏa thích, dù là thứ gì, lục phi phi chỉ cần bảo cấp dưới một tiếng, lập tức có người mang đồ lên, sau đó sẽ vô cùng lễ phép đi ra ngoài. Không gian của phỉ thúy tinh quang khá lớn, mười mấy người thì càng trống hơn, ngay lúc mọi người ăn uống được hơn nửa tiếng, đột nhiên, quách chấn vũ đi ra từ trong thang máy, còn là bị người ở trong thang máy đẩy ra, lúc cửa thang máy đóng lại, Bạch Xuân Yến liếc mắt, úi trà, quách Trấn vũ bị bảo vệ đưa lên đây hà thật ra đám người tần vũ nhìn cũng thấy được hai bảo vệ không hề khách khí với quách chấn vũ anh ta không phải bị đưa lên mà là bị áp giải lên đây cũng là lần đầu quách chấn vũ vào phòng phỉ thúy tinh quang nhất thời ngơ ngẩn ơ nơi này là phỉ thúy tinh quang trong truyền thuyết ư lưu đại xuân nhíu mày nói quách chấn vũ mấy người bọn tôi đang chờ cậu đến để tính sổ này sao điện thoại cậu không gọi được không phải vì muốn trốn nên đổi số đấy chứ các học sinh đồng loạt chỉ trích đầu quách chấn vũ nhất thời đổ đầy mồ hôi kia tôi không có ý đó điện thoại tôi hết pin mà tần vũ cười nói quách chấn vũ điện thoại di động của cậu đúng là kỳ diệu quá ha đúng dịp hẹn này lại hết pin chẳng lẽ điện thoại của cậu nghe hiểu tiếng lòng cậu à lúc quách chấn vũ nhìn thấy hai người diệp vô phong và lâm thư âm gương mặt tức khắc trở nên xám xịt đến cả sức để nói chuyện cũng không có lục phi phi lập tức đi về phía quách chấn vũ nhìn Diệp vô phong hỏi, vị khách mới đến này có cần chỗ để ngồi không ạ? Lâm Thư âm nói, sau hôm chúng ta tụ họp, anh ta có liên hệ với tên lưu manh địa phương tên Tiểu Tam Tử đuổi giết tôi và vô phong. May mà có vô phong che chở, nếu không hôm nay tôi đã không thể gặp được mọi người. Lưu Đại Xuân đột nhiên đứng dậy, quét chấn vũ, không ngờ cậu là loại người rác rưởi đến vậy. Sau này đừng mở miệng nói cậu là bạn học của bọn tôi nữa những bạn học nam khác cũng lập tức thể hiện muốn phân rõ giới hạn với quách trấn vũ không muốn dính dáng đến anh ta nữa quách trấn vũ xấu hổ vô cùng chừng mắt giải thích lâm thư âm con mắt nào của cô thấy tôi muốn đuổi giết cô lục phi phi trợn tròn mắt anh là quách trấn vũ à anh hãy thành thật thú nhận đi cô ấy được lôi minh dặn là không cần khách sáo với quách trấn vũ diệp vô phong lạnh lùng cười quách trấn vũ anh còn nhớ mình đã hứa gì không Lúc anh nói ra câu này, mười mấy bạn học lập tức đồng loạt nhớ lại, lúc đầu Quách Trấn Vũ có nói là, nếu Diệp Vô Phong thật sự có thể mua được công ty Hoa Cường, anh ta sẽ quỳ xuống gọi Diệp Vô Phong là bố. Nhưng tất cả đều là người trưởng thành, trong tình huống này cũng không ai muốn châm dầu vào lửa chỉ đồng loạt im lặng, không gian bên trong phỉ thúy tinh quang lúc này vô cùng kỳ dị, cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Đương nhiên Lục Phi Phi sẽ chẳng quan tâm sắc mặt Quách Trấn Vũ thế nào, cười nói với Diệp vô phong, anh Diệp, em rất muốn biết, hai người đã hứa với nhau điều gì. Diệp vô phong hít mặt lại, giống hệt một con thú hoang nhìn thẳng vào quách chấn vũ, tên họ quách kia, anh làm gì chính anh hiểu rõ. Lời hứa của chúng ta, bây giờ anh hãy thực hiện đi chứ. Ngay lập tức, hả, quách chấn vũ đờ tại chỗ. Tại phòng phỉ thúy tinh quang quỳ xuống gọi Diệp vô phong là bố thì mặt mũi anh ta vứt vào đâu nữa. Tần Vũ vốn còn định hòa hoãn mọi chuyện, nhưng khi nghe nói Quách Chấn Vũ sai người đuổi giết Lâm Thư Âm, cô ấy lập tức im miệng. Cho dù là cô cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho một tên rác rưởi như vậy. Lục Phi Phi nói, nói đã hứa thì đương nhiên phải làm. Anh Diệp, chắc anh đã thắng rồi nhỉ? Thấy Diệp Vô Phong gật đầu, Lục Phi Phi xoay người nhìn Quách Chấn Vũ, tên Quách kia, mời anh lập tức thực hiện lời hứa. Tuy Quách Chấn Vũ không dám nói mấy lời khó nghe với những người ở đây, nhưng thấy Lục Phi Phi mặc đồng phục nhân viên ở đây, anh ta bỗng cười gần một tiếng, đẩy Lục Phi Phi, đây không phải chuyện của cô. Đột nhiên, mọi người không hề ngờ được Lục Phi Phi lại có thể lưu loát bắt được cổ tay phải của Quách Trấn Vũ, sau đó tung một đòn chặt vào cổ anh ta, đồng thời dẫm chân lên, là chiêu cắp cổ quật ngã. Một tiếng bịch vang lên, Quách Trấn Vũ té ngã trên đất, nằm ngửa mặt lên trời, vô cùng chật vật. Lục Phi Phi bực bội nói, dám tấn công tôi, mắt anh mù rồi quách trấn vũ bỏ dậy xong cũng không dám lại gần lục phi phi nữa chỉ cô ta nói cô cô là nhân viên phục vụ mà dám đánh khách tôi sẽ đi khiếu nại cô khiếu nại với ông chủ cô lục phi phi cười đùa cứ tự nhiên cần tôi nói cách liên lạc với giám đốc lôi cho anh luôn không quách trấn vũ lập tức im miệng vì anh ta bị giám đốc lôi ở đây phái người lôi đến đây lục phi phi cười nói dù anh và anh diệp đã cá cược thứ gì thì mời anh lập tức thực hiện đi tôi quách chấn vũ vẫn do dự diệp vô phong đứng dậy một cách chậm rãi bước đến gần quách chấn vũ đừng nhiều lời nữa quỳ xuống gọi bố hi hi lục phi phi vừa nghe được cửa cái này thì cười tươi như hoa đong đưa quỳ đi chứ quách chấn vũ không lẽ muốn tôi giúp anh à phỉ thúy tinh quang chỉ có một cửa ra là thang máy mà bên phía thang máy lại có hai bảo vệ to cao đang canh gác quách chấn vũ không có cách nào có thể chạy được nhìn Lục Phi Phi đến gần mình, trong mắt anh ta đảo một vòng, hít mấy hơi rồi quỳ xuống trước mặt Diệp Vô Phong, thấp giọng gọi, bố. Lục Phi Phi vô cùng không phối hợp nói, quách chấn vũ, giọng anh hình như hơi nhỏ đấy nhỉ. Nói lớn lên, bọn tôi không nghe rõ. Quách chấn vũ không còn cách nào khác phải lớn giọng gọi, bố. Sau đó vùi đầu lên đất, bày ra tư thế quỷ dạp xuống đất. Thật ra anh ta làm vậy là vì muốn dùng hai tay che gương mặt đang đỏ bừng của mình diệp vô phong nhàn nhạt nói tôi chẳng lạ gì loại con như anh cút đi quách trấn vũ cúi đầu nhanh chóng xoay người chạy về hướng thang máy lục phi phi nhỏ giọng nói anh diệp loại còn con này dám dơn anh múa vuốt với anh ư sao anh còn tha cho gã diệp vô phong nói anh ta là bạn học của thư âm lưu đại xuân lâm thư âm và đám người tần vũ giờ mới hiểu diệp vô phong không giết quách trấn vũ mà chỉ hạ nhục anh ta vì anh ta là bạn học của lâm thư âm nếu như Quách Trấn Vũ không phải bạn học của Lâm Thư Âm, liệu anh ta có thể sống đến bây giờ hay không? Mười mấy người bạn học ở trong phòng phỉ thúy tinh quang chơi đùa hơn hai tiếng, lúc chuẩn bị đi vẫn thấy lưu luyến không thôi. Thấy rõ nhất là Lưu Đại Xuân nói thầm gì đó với Tần Vũ, Bạch Xuân Yến và đám bạn học, sau đó lén lút gọi Lục Phi Phi vào một góc yên tĩnh, quản lý Lục, tôi có một chuyện muốn thương lượng với cô. Lục Phi Phi cười nói, anh chị đều là những vị khách quý nhất của phỉ thúy tinh quang, yêu cầu của anh chị là mục tiêu phục vụ của em. Xin anh Lưu cứ nói. Mặt Lưu Đại Xuân trở nên khó xử, lúng túng hồi lâu mới nói, quản lý lục à, thật ra thì, bọn tôi có thể trả góp được không? chương 249, giống như bị chúng ta. Lục Phi Phi ngạc nhiên nói, trả góp gì à? Xin anh Lưu nói rõ. Lưu Đại Xuân ngập ngừng nói, thật ra thì, thật ra lần này đến nhà hàng Mỹ Thụ Loan chơi, bọn tôi đã cá với Diệp Vô Phong, nếu cậu ấy tìm được phòng thì nhóm bạn học hoa hải bọn tôi sẽ trả tiền nhưng bọn tôi không ngờ diệp vô phong thật sự có thể tìm được phòng còn là phòng phỉ thúy tinh quang chỗ này giá ít nhất cũng phải một triệu nhỉ nhất thời bọn tôi không có nhiều tiền đến vậy chỉ có thể trả dần thôi thật xin lỗi lúc anh ta nói xong cứ nghĩ người đẹp quản lý lục phi phi sẽ lập tức trở mặt nên trong lòng vô cùng thấp thỏm nhìn cô ấy cười lục phi phi bật cười phì nhất thời cười đến run cả người lưu đại xuân lúng túng nói quản lý lục cô nói đi có thể trả góp được không không được lục phi phi nghiêm chỉnh lại ngay lúc trái tim lưu đại xuân sắp vọt lên cổ họng lục phi phi cười bảo anh lưu anh nghĩ nhiều rồi hôm nay các vị là khách quý toàn bộ chi phí ở phòng phỉ thúy tinh quang đều được miễn phí miễn miễn phí lưu đại xuân ngơ ngác quản lý lục cô nói thật chứ miễn phí thật à lục phi phi gật đầu dĩ nhiên là thật anh lưu nếu không còn gì nữa vậy tôi xin phép qua phía anh Diệp. Nhưng sao lại miễn phí? Lưu Đại Xuân đuổi theo hỏi. Lục Phi Phi không trả lời, chỉ liếc liếc mắt nhìn Diệp vô phong như ra hiệu. Dù đến lúc này Lưu Đại Xuân vẫn cảm thấy khó hiểu, sao người bạn học này lại là khách quý vậy? Còn nữa, dưới tình huống đứng đầu của phỉ thúy tinh quang mà Diệp vô phong gọi đại một cú đã được giám đốc lôi sắp xếp chỗ để mọi người vào chơi, này cũng không dễ gì sau khi ra khỏi nhà hàng Mỹ Thụ Loan, đám người Lưu Đại Xuân tận mắt nhìn thấy giám đốc lôi mập mạp tự mình ra tiến diệp vô phong lên xe. Lưu Đại Xuân xúc động vô cùng, không ngờ Lâm Thư Âm lại gả vào một nhà giàu có đến thế. Nếu Diệp Vô Phong không phải công tử nhà giàu thì giám đốc lôi của Mỹ Thụ Loan cần gì phải nể mặt cậu ta đến thế. Cậu quý tử có thể khiến lôi minh miễn phí toàn bộ, sợ là ít nhất cũng phải là người của nhà mộ dung ở Hoa Hải nhỉ. Có lẽ ra thế cũng ngang ngửa gia tộc mộ dung lúc trước anh quen lôi minh ngà lâm thư âm bước vào xe thoải mái nằm lên ghế đôi mắt xinh đẹp liếc liếc nhìn diệp vô phong diệp vô phong khởi động ô tô không quen hở vậy sao ông ta lại su nịnh anh thế lâm thư âm nghĩ trên người diệp vô phong đúng là lắm chuyện là diệp vô phong cười đáp chồng em được người khác nịnh với em mà nói là chuyện tốt mà ừ hừ lâm thư âm thấy anh không chịu nói cũng không hỏi nữa trực tiếp nhắm mắt lại chậm rãi nói nhưng mấy thương nghiệp hợp tác kia vẫn đang đối đầu với hoa cường anh phải xử lý chuyện này đấy tuân lệnh vợ yêu diệp vô phong thản nhiên đáp lúc xế chiều lúc lâm thư âm trở về phòng làm việc sau gặp một khách hàng thì chợt phát hiện vẻ mặt bạch nhạn phi dường như không được tốt lắm cậu sao vậy bạch nhạn phi hơi cử động vất vả ngồi dậy khỏi bàn làm việc lúc mở hai tay ra lại đột nhiên nhíu mày sao tớ lại cảm giác mình không có sức thế này giống như giống như cơ thể bị người ta khoét rộng ấy chẳng lẽ tớ bị bệnh? Phó công của Bạch Nhạn Phi tốt, sức khỏe tất nhiên cũng tốt, bình thường rất ít bị bệnh. Lâm Thư âm căng thẳng nhìn Bạch Nhạn Phi, sao vậy? Cậu vừa nói gì vậy? Cậu bệnh thật ư? Cô dùng tay sờ chán cô ấy, Bạch Nhạn Phi, cậu nói đi, cậu không khỏe chỗ nào? Có phải do quá mệt không? Tớ nghĩ là không, cả người chẳng có sức gì cả, tớ muốn ngủ. Bạch Nhạn Phi miễn cưỡng lắc đầu, cậu đừng căng thẳng như vậy, chắc không sao đâu, cơ thể tớ vốn khỏe mạnh mà. Lâm Thư Âm cẩn thận quan sát sắc mặt của Bạch Nhạn Phi, lắc đầu nói tình trạng của cậu có gì đó không ổn. Cụ thể thì tớ không nói được, nhưng cứ cảm thấy không ổn. Đi thôi, tụi mình đến phòng y tế của công ty kiểm tra xem. Không cần đâu, tớ chỉ hơi mệt thôi, cơ thể tớ khỏe vậy mà, gió lạnh cũng chẳng hề gì, sao xảy ra chuyện được. Tuy Bạch Nhạn Phi nói vậy nhưng đến liếc mắt cô ấy còn chẳng có sức. Lâm Thư Âm và Bạch Nhạn Phi đều không nghĩ tới, Bạch Nhạn Phi đột nhiên uể oải như vậy, đương nhiên không đơn giản là bị bệnh. Vậy nên, Lâm Thư Âm mạnh dạn kéo Bạch Nhạn Phi đến phòng y tế của công ty Hoa Cường. Thái độ của bác sĩ phòng y tế nghiêm túc trách nhiệm gấp trăm lần, kiểm tra một hồi, nói chỉ là do cơ thể Bạch Nhạn Phi không khỏe, kê thuốc bổ máu, dặn Bạch Nhạn Phi ăn nhiều hơn, bổ sung dinh dưỡng, không nên kén ăn các thứ. Sau khi về bạch nhạn phi không cam lòng nói tớ chưa từng kén ăn tên bác sĩ đó chắc chắn là lang băm lâm thư âm đem thuốc theo nhíu mày bảo rồi 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 mặc kệ ổng có phải lang băm hay không khám kỹ bệnh của cậu là tốt rồi mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi được rồi tối nay cậu muốn ăn gì không cũng không thể để cậu xảy ra chuyện được yên tâm đi tớ sẽ không sao đâu cậu không cần quan tâm tớ tớ nằm chút là được bạch nhạn phi chắc chắn nói nhưng bộ dáng của cô ấy lại có lòng mà không có sức thật sự làm cho người ta đau lòng nhưng nửa tiếng sau khi lâm thư âm tạm gác công việc lại đi kiểm tra cô ấy lần nữa thì phát hiện cô ấy đã hôn mê lâm thư âm lo lắng gọi một hồi cô ấy mới tỉnh phát hiện tinh thần cô ấy càng lúc càng uể oải dù lâm thư âm không có kinh nghiệm cũng nhìn ra được cơ thể bạch nhạn phi rất có vấn đề diệp vô phong vốn đang ở bên ngoài điều tra một công ty khác nghe thấy bạch nhạn phi xảy ra chuyện lập tức vội vã chạy về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Bạch Nhạn Phi như đèn hết dầu, Diệp Vô Phong vô cùng lo lắng, đưa tay sờ thử chán cô ấy, xác định không nóng, nhưng vẻ mặt cô ấy tái nhợt, giống như không có chút sức lực nào vậy. Đưa đi bệnh viện, mau đưa đi bệnh viện, Diệp Vô Phong đau lòng không thôi, Bạch Nhạn Phi có tình với anh, dù anh không dám nhận cái tình đó, nhưng anh vẫn yêu thương Bạch Nhạn Phi như cũ. Ngoài ra, như Bạch Nhạn Phi đã nói, Cơ thể cô luôn rất tốt, đột nhiên bệnh thành thế này, quá kỳ lạ. Tình trạng này đưa đi bệnh viện cũng không biết phải vào khoa nào, cứ vào thẳng khoa cấp cứu. Kết quả, sau khi kéo Bạch Nhạn phi kiểm tra hết một lượt, cô ấy vẫn hôn mê như cũ, nửa đêm mới bắt đầu có kết quả kiểm tra, bên trên viết cơ thể Bạch Nhạn phi không có bất cứ điểm khác thường nào. Nhưng khoa cấp cứu vẫn truyền thuốc cho cô ấy như thường lệ, truyền một ít glucose bổ sung dinh dưỡng, mong cô ấy sẽ khá hơn. Thế nhưng Bạch Nhạn Phi lúc tỉnh lúc mê, làm cho Lâm Thư Âm, Diệp Vô Phong và đám Tiết phi gấp đến độ hoang mang lo sợ. Đội trưởng Diệp, tôi cảm thấy cô chủ của bọn tôi giống như bị chúng ta. Đột nhiên Tiết Phi rè rặt nói. Chúng ta, Diệp Vô Phong cảm thấy hơi khó tin, tố chất của cơ thể cô ấy vốn tốt, sao chúng ta được. Mấy chuyện không có thật này anh đừng có nói bậy. chương 250, quá bất công. Bị ám, ý anh là bị mấy tên tà đạo ám à diệp vô phong dùng mình ánh mắt cũng dần trở nên sắc bén người ám cô ấy ngoài người nhà mộ dung thì còn ai nữa lúc này diệp vô phong thiếu chút là tức điên lên nếu không cứu sống được bạch nhạn phi nhất định anh sẽ bắt nhà mộ dung phải nợ máu trả máu tiết phi nói họ mộ dung kia tao và tụi mày thề không đội trời chung nhưng nhà mộ dung quá mạnh nếu chúng ta muốn chúng bị diệt phong thì vẫn phải bàn kỹ hơn diệp vô phong đã trải qua nhiều chuyện nên rất nhanh đã bình tĩnh lại ừ bây giờ chúng ta cần nghĩ cách cứu bạch nhạn phi đã tiết phi anh cho người đến công ty hoa cường kiểm tra camera thử xem hy vọng có thể tìm được manh mối về cách bạch nhạn phi bị hại tôi sẽ đi viếng thăm một người có lẽ có thể chữa được cho bạch nhạn phi được mã vũ cậu ở lại đây canh gác tôi và anh vô phong chia nhau hành động tuyệt đối không được để cô chủ xảy ra chuyện gì Tiết Phi vừa giao nhiệm vụ xong đã vội vã chạy đi. Người Diệp vô phong muốn tìm tên là Giả Minh Vân, người đời gọi là thần tiên giả, cậu ta từng làm lính đánh thuê ở Long Môn một thời gian, sau đó vì bị thương nên mới xuất ngũ về nước. Diệp vô phong nhớ rõ, lúc đó đầu cậu ta bị va chạm, hơi điên điên khùng khùng. Nhưng sau này Diệp vô phong liên lạc với cậu ta, cậu ta nói là từng gặp một số môn phái kỳ diệu gì gì đấy. Diệp Vô Phong đến thành phố Hoa Hải mới nhớ ra vị thần tiên giả này là người thành phố Hoa Hải, vậy nên anh lập tức ra khỏi bệnh viện, gọi taxi, dựa vào địa chỉ thần tiên giả cho trước đó để tìm đường. Còn chưa đến được con hẻm nhỏ của nhà thần tiên giả đã bị các loại xe chen chúc nhau cản lại, sợ là khó mà đi tiếp được, Diệp Vô Phong trực tiếp xuống xe, trả tiền xe, rồi đi bộ về hướng căn nhà trong ngõ nhỏ của thần tiên giả. Trong ngõ có khá nhiều người, không ít kẻ ăn mặc chỉnh tề tụng năm tụng ba lại bàn về sự thần kỳ của thần tiên giả. Thần tiên giả xem nhà cho tôi xong, tôi theo lời anh ta sửa lại nhà, kết quả con tôi thi đậu bắc đại đó. Anh biết thần tiên giả kỳ diệu cỡ nào không? Tôi chưa nói gì hết, thần tiên giả nhìn tôi đã bảo hai cây táo giả trước cửa là nguyên nhân của nhà chúng tôi, chỉ cần chặt nó đi là xong. Eo, ông chưa biết gì à? Có thứ còn kỳ diệu hơn cơ, thần tiên giả vừa gặp đã hỏi tôi đến muốn nhờ xem bệnh cho vợ tôi đúng không? Cứ yên tâm, cậu gặp được tôi thì không sao nữa, bệnh của vợ cậu sẽ sớm khỏi thôi. Không tin cậu cứ gọi vợ mình hỏi thử xem. Quả nhiên, tôi vừa hỏi, bệnh của vợ tôi mới đó đã khỏi rồi. Ha ha, tôi đưa 300 triệu tiền nhan đèn cho thần tiên giả. Ha ha, tôi vui lắm đó. Diệp Vô Phong cười khổ lắc đầu, vốn là lính đánh thuê siêu cấp, giờ lại được gọi là thần tiên. Chẳng lẽ cậu ta có siêu năng lực, có thể xem phong thủy, xem mộ với mấy loại bệnh do chúng ta trong ngõ thế mà xếp thành một hàng dài, có khoảng mười mấy người, coi bộ vị thần tiên giả này làm ăn cũng tốt ra phết. Diệp vô phong lấy điện thoại ra xem giờ, đã là 2 giờ chiều, anh gấp lắm rồi. Chỉ đành xông thẳng vào trong. Ơ kìa, tôi nói cậu đấy, sao cậu làm thế được hả? Không thấy mọi người đang xếp hàng à? Cậu thanh niên đầu đinh thấy Diệp vô phong chen vào như vậy thì cảm thấy khó chịu thấy không hả? Mấy người ở trước đến sớm hơn cậu, Diệp Vô Phong giải thích, tôi đến tìm người, không phải đến chữa bệnh. Diệp Vô Phong đứng trước cửa sân, gào vào bên trong, "Giả Tam Ni." "Giả Tam Ni." Đó là biệt hiệu dùng trong Long Môn của thần tiên giả, chỉ có chiến hữu thân thiết nhất mới biết. Thanh niên đầu đinh hơi ngạc nhiên, nhưng cậu ta lại nghĩ, cái tên Giả Tam Ni, người này kêu chắc chỉ là người nào đó trong xóm thôi, chắc chắn không phải là thần tiên giả. "Ôi cha, là vị nào? Ra đây ra đây." Thần tiên giả mặc một bộ quần áo đạo sĩ, phong thái thần tiên, vội vàng bước ra, "Anh Long. Ôi chà, ông bạn già, sao anh lại đến đây? Mọi người giải tán, về hết đi, hôm nay tôi bận rồi." Cả đám người đồng loạt nổi hết ra gà ra vịt, té ra vị thần tiên giả này còn có một biệt danh đặc biệt khác là giả Tam Ni. "Gọi giả Tâm Ni linh nghiệm vậy à, cả việc cũng không làm luôn ư? Biết thế bọn tôi cũng gọi thử từ lâu rồi." cậu thanh niên đầu đinh vừa nãy không vui nói ơ kìa thần tiên giả à tôi nói này mọi người đã chờ rất lâu rồi đấy cậu ta vừa gọi xong ông không thèm xem cho bọn tôi nữa à còn công lý không thế không phải bất công quá ư mặt thần tiên giả nhăn lại không vui cậu dám hạnh huệ với tôi đúng không cút xa ra hộ cái đi hết đi mọi người giải tán ngày mai lại đến xem tiếp xin lỗi nhé thanh niên đầu đinh to con tay nắm cổ của thần tiên giả, từ vóc dáng đối lập của hai người thì thấy thần tiên giả đang trong thế yếu. Nhưng Diệp Vô Phong lại thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không định đến giúp. Lập tức có người nhìn Diệp Vô Phong không vừa mắt, nhưng chỉ có thể nhỏ giọng nghị luận, bạn của thần tiên giả cũng hèn quá chớ. Thần tiên giả sắp bị đánh mà cậu ta chẳng thèm quan tâm gì cả ư. Cậu thanh niên đầu đinh là kẻ nóng này, lập tức giận dữ săn tay áo lên sông về phía thần tiên giả, thần tiên giả cái quần què, hôm nay để tao xem thử bản lĩnh của mày đến đâu thanh niên đầu đinh to con tay nắm cổ của thần tiên giả từ vóc dáng đối lập của hai người thì thấy thần tiên giả đang trong thế yếu nhưng diệp vô phong lại thờ ơ lạnh nhạt hoàn toàn không định đến giúp lập tức có người nhìn diệp vô phong không vừa mắt nhưng chỉ có thể nhỏ giọng nghị luận bạn của thần tiên giả cũng hèn quá chớ thần tiên giả sắp bị đánh mà cậu ta chẳng thèm quan tâm gì cả ư nhưng không ai ngờ được thần tiên giả nhìn có vẻ yếu thế, cùng lúc đó lại dùng trái xỉa vào người cậu thanh niên, tay phải hất văng cánh tay phải đầy gân của cậu thanh niên đầu đinh, đồng thời tát một cái. Âm, um, cái tát này quá lớn, đánh đến mức cậu thanh niên lảo đảo, chút nữa đã té xuống. Nhìn thần tiên giả vừa mạnh mẽ đánh tên thanh niên đầu đinh xong, vừa quay qua diệp vô phong đã trở thành thằng cháu nhỏ, khom lưng khuỵu gối, quả thật không còn tí liêm sĩ gì, úi trà. Anh Phong à, chúng ta đi thôi, kiếm quán nào đó ngồi uống tí nhỉ? trời ạ, à, tên thần tiên giả này thật chẳng đâu ra đâu, nhiều người chờ cậu ta như vậy, cậu ta lại dắt người khác uống rượu, không có quy tắc à? một ông cụ đứng trong đám người không nhịn được mở miệng nói. thần tiên giả quay đầu lại chừng mắt với ông ta, ở đây tôi chính là quy tắc, không muốn chờ thì mời về. nói xong, cậu ta thân thiết kéo tay Diệp vô phòng đi ra ngoài. mấy người ở đây ai cũng có chuyện muốn nhờ cậu ta nên cũng chẳng còn ai dám cản nữa hôm nay tôi tìm cậu có việc không rảnh uống rượu với cậu còn là chuyện quan trọng liên quan đến mạng người cậu mau theo tôi diệp vô phong vừa đi vừa nói chuyện quan trọng gì anh phong thần tiên giả nhỏ giọng không phải chứ đại ca à còn có chuyện anh không giải quyết được ư anh đừng đùa với em chứ bớt nói nhảm đi thôi chúng ta ra ngoài gọi xe lập tức đi theo tôi diệp vô phong nhíu mày Dạ dạ dạ, em có cần đi thay đồ không? Thần tiên giả ngập ngừng hỏi. Được rồi, đi nhanh lên, Diệp vô phong không muốn trễ một giây nào, vì tính mạng của Bạch Nhạn Phi đang gặp nguy hiểm. Audio điện tử võ tấn bền chương 251, không có hình dạng. Thần tiên giả thấp thỏm nói, anh Phong, đừng đùa vậy chứ. Nửa cái danh tiên của em thật ra gạt người ta thôi, anh định để em chữa bệnh thật à? diệp vô phong không nhịn được nói cậu im đi tới nơi rồi nói thần tiên giả cười hì hì dạ dạ dù sao anh cũng bắt em lên xe rồi em còn làm gì được nữa diệp vô phong nói cậu ở hoa hải đánh nhau với đám giang hồ chắc quen không ít người nhỉ thấy cậu ta gật đầu diệp vô phong nói tiếp vậy có quen biết đám tà giáo nào không tà giáo gì cơ anh phong à giáo phái em vào là phái thần long chính tông là môn phái chính nghĩa tái thế cứu người anh không thể xem nó là tà giáo được em tổn thương đó thần tiên giả lập tức thận trọng dè dặt nói diệp vô phong lắc đầu đáp tôi làm cậu tổn thương làm gì cậu nói thật đi phái thần nông các cậu có ám người ta dùng phép thuật gì đấy làm người ta hôn mê không thần tiên giả lập tức lắc đầu liên lịa sao mà có được phái thần long bọn em sao có mấy pháp thuật tà đạo vậy được anh phong à không lẽ gần đây anh bị nghiện tiểu thuyết thần tiên ma quỷ hở Vậy đừng có nhiều chuyện nữa, đến nơi cậu sẽ biết, cậu nhất định phải giúp tôi điều tra rõ chuyện này." Diệp Vô Phong thật sự lo lắng, hai người vừa bước vào cửa lớn của bệnh viện thành phố, Diệp Vô Phong đã lập tức cảnh báo với cậu ta Tam Ni, "Cậu nghe rõ đây, không được giấu tôi, có gì thì nói đó, nếu không, ha." Thần Tiên giả sợ đến giúp đầu lại, nói, "Đương nhiên rồi. Anh Phong, anh yên tâm, nếu không biết em sẽ không nói, nếu biết gì em sẽ nói hết." Lúc hai người nhanh chóng xuất hiện ở hành lang, Mã Vũ hô một tiếng đứng dậy, ơ kìa. Sao anh lại mang một tên đạo sĩ theo vậy? Lâm Thư âm cũng ngớ người, khoan nói đến, đây cũng là lần đầu em thấy quần áo kiểu này. Diệp vô phong đi đến trước mặt hai người, giới thiệu ngắn gọn, đây là bạn cùng chiến đấu với anh, tên là Tam Ni. Cậu ta đến xem tình hình bệnh của Bạch Nhạn Phi. Thần tiên giả nhanh chóng theo đám người Lâm Thư âm, Diệp vô phong đi đến giường bệnh của Bạch Nhạn Phi thàn tiên giả kiểm tra con người của Bạch Nhạn Phi, sau đó bắt mạch thử, rồi lại tỉ mỉ kiểm tra sắc mặt của cô ấy. Ừ thì, anh Phong, tình huống cô ấy có hơi đặc thù, tuy em từng nghe thấy loại pháp thuật gây ra tình trạng này, nhưng cũng chỉ mới nghe nói mà thôi, không thể giúp được. Diệp Vô Phong nói, nhà mộ dung có quan hệ với môn phái nào nhất? Nhà mộ dung, có ông ba nhà họ đấy, ai ai cũng biết, phái long môn của đạo gia truyền bá rất rộng ở Hoa Hải, bùa chú, pháp thuật, Phó công, tập trung vào một chỗ hiện nay hình như mộ dung trí là người lợi hại nhất có người nói ông ta đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu của phái long môn chỉ là phái long môn đạo gia cũng là môn phái đứng đắn đàng hoàng sao lại làm ra chuyện như vậy được thần tiên giả không hiểu nổi ánh mắt của diệp vô phong lập tức lạnh xuống mộ dung trí à vậy là được rồi nếu không phải mộ dung trí đích thân làm vậy nhất định là đám con cháu của ông ta Lâm Thư Âm và Mã Vũ nghe người kia tự xưng là Cổ Tam Nhi thì thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nhưng không khí hiện tại vô cùng căng thẳng, không ai cười nổi, dù gì thì Bạch Nhạn Phi vẫn còn nằm trên giường bệnh, sống chết không rõ thế nào. Có điện thoại Tiết Phi gọi đến, anh Phong, bọn tôi kiểm tra camera, phát hiện sau khi cô chủ tiếp xúc với một vị khách thì cơ thể trở nên yếu đi, vị khách này tên là Hoàng Hiền Đức, là người đặc biệt kiên quyết không muốn hợp tác với công ty Hoa Cường của chúng ta thêm lần nào nữa hoàng hiền đức diệp vô phong nghĩ một hồi anh không biết cái tên này á à, là ông ta thần tiên giả giật mình lẩm bẩm ông ta là một trong những đệ tử của mộ dung trí ngoài ra em còn nghe nói ông ta có thể được kế thừa mộ dung trí thảo nào lại dám đi gây chuyện với anh diệp vô phong bật dậy chính là ông ta hoàng hiền đức phải nói là một người thành công ở hoa hải dù ông ta đi theo mộ dung trí lên núi tu luyện nhiều năm không thấy chuyện đời nhưng mộ dung trí dù gì cũng là con của mộ dung hào giang hoàng hiền đức dựa vào quan hệ của sư phụ là mộ dung trí móc nối quan hệ với nhà mộ dung công ty nhỏ ông ta mở từ đó về sau cũng tiến vào hàng ngũ phát triển vượt bậc một vài trong số đó giá trị đã tăng đến hơn 30 tỷ chân chính có chỗ đứng trong giới thương nhân đương nhiên là công việc buôn bán cụ thể đều do con trai ông ta xử lý hoàng hiền đức càng ngày càng tập trung vào việc tu luyện Lần này cắt đứt triệt để với công ty Hoa Cường cũng vì ông nghe tin tức của mộ Dung Lễ và mộ Dung Tín, biết được công ty Hoa Cường bị ép thu mua nên mới nghĩ ra cách này. Ông ta tự mình đến công ty Hoa Cường tiếp xúc với Bạch Nhạn Phi, với việc làm ăn hiện tại của nhà họ Hoàng mà nói, làm vậy cũng đã có thể xem như cao hơn lẽ thường. Mọi người không hề biết Hoàng Huyền Đức ỷ vào công pháp đạo gia của mình, đặc biệt đến để hại Bạch Nhạn Phi. Diệp Vô Phong đến tòa nhà tổng bộ của công ty Hoa Cường nghiêm túc kiểm tra đoạn video ghi lại cảnh Hoàng Hiền Đức gặp Bạch Nhạn Phi, còn cẩn thận tua lại hai lần. Chỗ này, cắt đoạn này cho tôi." Diệp Vô Phong chỉ vào một đoạn, nhìn vào video có thể thấy được Bạch Nhạn Phi đang đưa một tách trà tinh xảo cho Hoàng Hiền Đức. Tay phải của Hoàng Hiền Đức nhận tách trà, tay trái lại hơi giật giật, làm động tác gì đấy không rõ. Nhìn vào video cũng chẳng thấy rõ Hoàng Hiền Đức đang làm cái gì. Thần Tiên giả chớp mắt, "Anh Phong, em nhìn không thấy động tác của ông già đó có vấn đề gì. Diệp Vô Phong nói, Hoàng Hiền Đức rất khôn ngoan, lúc vào phòng làm việc của Bạch Nhạn Phi, ông ta cũng biết trong đó có camera giám sát. Cho nên, tay trái của ông ta có vấn đề, cậu nhìn nhìn đoạn phía trước mà xem, rõ ràng ông ta lấy từ tay trái ra thứ gì đấy, sau đó búng nó về phía Bạch Nhạn Phi. Phép bùa chú, thần tiên giả kêu lên. Có lẽ, đó gọi là phép bùa chú của đạo gia, có thể dùng tay điều khiển, bắn bùa chú chứa sức mạnh vào cơ thể đối phương quấy nhiễu hoạt động bình thường của cơ thể từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy được diệp vô phong giải thích theo cách hiểu của mình tiết phi hơi ngẩn người kỳ diệu vậy ư đúng là rất khó đề phòng vậy phải làm sao đây chẳng lẽ cô chủ không thể hồi phục được ư thân tiên giả nói muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông nếu hoàng hiền đức dùng phép bùa chú làm bạch nhạn phi bị thương đương nhiên phải tìm ông ta giải rồi Hoàng Hiền Đức đã hơn 50 tuổi, không ở trong thành phố Hoa Hải, đa số thời gian ông ta sẽ ở trong một ngọn núi nhỏ phong cảnh xinh đẹp cách Hoa Hải hơn trăm km. Ở đó không chỉ có biệt thự phong cách cổ xưa do ông ta xây dựng, mà còn là nơi ông ta giấu người đẹp. À không, phải nói là giấu một đạo sĩ nữ xinh đẹp, cũng là đệ tử của ông ta, hai người trên danh nghĩa là thầy trò, nhưng thật ra là một cặp, trong chốn rừng núi trải qua cuộc sống đơn giản, có thể nói là vui vẻ vô cùng. Còn người vợ cả của Hoàng Hiền Đức thì ở trong thành phố Hoa Hải, thích hưởng thụ sự phồn hoa của thành thị, vì cả hai không chung sở thích nên thường chia ra ở riêng. chương 252, Ngũ Độc Mê Hồn Thanh U là đạo lữ của Hoàng Hiền Đức, cô ta mặc quần áo đạo sĩ, chân mang giày vải, mái tóc búi cao, đi giữa rừng mà cứ như bay, đạo hạnh cũng có thể xem là khá lợi hại. Đột nhiên, cô ta dừng lại, cảnh giác nấp ở phía sau một thân cây, ai ở đó? Mau ra đây, Diệp vô phong nấp sau tảng đá bước ra, cư sĩ Thanh U, chào cô, tôi đến tìm Hoàng Hiền Đức. Tay trái của Thanh U đeo giỏ trúc, tay phải phất cây phất trần, ra dáng cốt cách thần tiên, lắc đầu đáp, sư phụ cư sĩ Hiền Đức của ta đi vẫn chưa về, mời cậu về cho. Diệp vô phong từ từ đến gần cô ta, cư sĩ Thanh U, để tôi nói thẳng. Hoàng Hiền Đức sư phụ của cô dùng bùa chú hại người của bọn tôi, nếu có thể cứu được thì xin cư sĩ Thanh U hãy giúp đỡ lời nói tuy lễ độ nhưng cách diệp vô phong bước đi lại đầy tính nguy hiếp cư sĩ thanh u lùi về sau theo bản năng cậu nói bậy bạ gì thế hiền đức cư sĩ sư phụ tôi là một ẩn sĩ có tấm lòng kiên định sao có thể ra tay hại người chứ hơn nữa nếu là sư phụ cư sĩ hiền đức của tôi ra tay tôi cũng không cứu được thật ra trong lòng cô ta lại đang muốn nói sư phụ hiền đức cư sĩ tôi ra tay kẻ bị thương luôn là những kẻ ác diệp vô phong nói ở đây tôi có bằng chứng chứng mình ông ta ra tay đánh lén nếu cư sĩ thanh u thì mời xem thử anh vừa nói vừa mở di động của mình lên mở đoạn video đã được tiết phi cắt ra thanh u vô cùng nghi ngờ và cảnh giác với diệp vô phong thấy diệp vô phong tiến lên cô ta tiếp tục lùi lại theo bản năng ánh mắt hoàn toàn không nhìn vào điện thoại di động trên tay diệp vô phong bởi vì cô ta cảm nhận được một sức mạnh khiến cô ta sợ đến mất mật trên người của diệp vô phong thấy cô ta lùi về sau Diệp vô phong đặt điện thoại lên tảng đá, lùi vài bước về sau, cư sĩ Thanh U, phiền cô xem cho rõ. Thanh U thấy Diệp vô phong đã lùi lại khoảng 3 mét, cô ta nghĩ mình có một thân võ công, hẳn là an toàn rồi, lập tức đi đến cầm điện thoại di động lên, tỉ mỉ xem lại video kia, lòng cô ta khó tránh khỏi hơi trầm xuống, sao thế được? Sao sư phụ lại ra tay như vậy? Trong mắt cư sĩ Thanh U, sư phụ là một vị cao nhân tấm lòng từ bi, học thức uyên bác, tài ăn nói siêu phàm, đạo công có một không hai từ xưa đến nay, vậy nên Thanh U vô cùng sùng bái sư phụ của mình, thậm chí còn chủ động muốn làm đạo lữ của sư phụ. Mỗi khi hai người làm tình, Hoàng Hiền Đức cứ hay tự trách bản thân, nói mình đạo tâm không vững các thứ. Nhưng cư sĩ Thanh U vẫn luôn kiên nhiễn khuyên bảo sư phụ, nói là cô sẽ gánh chịu tất cả các tội ác cho ông. Thật ra thì cũng do cô ta quá ngây thơ, nghĩ lại thì, khoảng thời gian Thanh U theo Hoàng Hiền Đức tu đạo mới chỉ 13-14 tuổi, ở nơi ngăn cách với thế giới bên ngoài thế này, người đàn ông duy nhất cô ta tiếp xúc mỗi ngày chỉ có mình Hoàng Hiền Đức, dưới tình huống lâu ngày nảy sinh tình cảm, cộng thêm trái tim thiếu nữ dễ rung động, việc Thanh U sùng bái Hoàng Hiền Đức cũng là lẽ thường. Cô nhìn thấy chứ, Hoàng Hiền Đức ra tay đánh lén quản lý Bạch của chúng tôi, đúng không? Diệp Vô Phong cũng cảm thấy được Thanh U ngây thơ nên hiện tại mới kiên nhẫn vạch trần một mặt đen tối của Hoàng Hiền Đức với cô ta. Diệp Vô Phong thấy Thanh U im lặng thì nói tiếp, cư sĩ thanh u tôi biết cô có tấm lòng lương thiện vậy nên tôi mong cô có thể ra tay giúp bạch quản lý giờ đang hôn mê của chúng tôi thanh u lắc đầu căn cứ vào cách sư phụ ra tay thì chắc là bùa ngũ độc mê hồn tôi vẫn chưa có bản lĩnh để giải nó cô thật sự không giải được ư diệp vô phong lại bước thêm một bước hỏi thanh u lắc đầu tôi thật sự không có bản lĩnh giải nó không giúp được mấy người vậy xin phép đắc tội diệp vô phong xoay người một cái đã tiến sát đến gần thanh u dùng một đòn đã khống chế được thanh u ôm cô ta lên sách về nơi ở của thanh u trong lòng thanh u hơi thở dài lẽ nào cậu ta định làm gì mình cũng tại sư phụ đắc tội với người ta thật ra trên người cô cũng có bùa ngũ độc mê hồn nó là bùa hộ mệnh sư phụ đưa cho cô nhưng động tác của diệp vô phong quá nhanh ngay lúc thanh u định lấy bùa ngũ độc mê hồn ra thì cô đã bị khống chế rồi tiết phi rất nhanh đã đến đó Diệp vô phong bảo tiết phi canh chừng thanh u, còn anh sẽ canh giữ ở bên ngoài. Chưa được nửa tiếng sau thì Hoàng Hiền Đức đã về. Lúc còn cách chỗ ở tầm hơn 300 mét, Hoàng Hiền Đức đã theo bản năng đề cao cảnh giác, suy cho cùng thì chuyện ông làm thì ông là người rõ nhất, nếu đối phương muốn đến trả thù cũng không phải không thể. Thanh U, U Nhi, con có ở nhà không? Hoàng Hiền Đức dừng lại trước chỗ ở khoảng 160 mét, ông ta cất tiếng gọi thanh u bị tiết phi dùng dây trói lại ở trong phòng vì để đảm bảo tiết phi còn nhét một miếng vải rách vào miệng cô ta vậy nên cô ta không thể trả lời hoàng hiền đức trong lòng hoàng hiền đức trò cảnh giác nhìn chằm chằm cửa u nhi lên tiếng đi thầy biết con ở trong đó đôi mắt to của thanh u hơi lóe lên giống như muốn nói gì đó nhưng tiết phi hoàn toàn không quan tâm vẫn đang nấp ở sau cửa chờ hoàng hiền đức tự chui đầu vào giỏ đừng thử nữa đúng là cô ta đang ở trong phòng giọng nói của Diệp Vô Phong đột nhiên vang lên phía sau Hoàng Hiền Đức. Hả, mày, mày làm gì thanh u rồi? Đương nhiên Hoàng Hiền Đức đã từng gặp Diệp Vô Phong, chẳng qua cả hai chưa từng chào hỏi nhau mà thôi. Ông ta xoay người lại, cảnh giác nhìn Diệp Vô Phong, mày muốn gì? Diệp Vô Phong mỉm cười hờ hứng, thân là người tu đạo vậy mà lại ra tay ám hại Bạch Nhạn Phi, Hoàng Hiền Đức tôi thật sự xem thường ông. Mày đừng có ngậm máu phun người, nói, mày đã làm gì thanh u rồi? trong lòng hoàng hiền đức trở nên căng thẳng. ông ta biết diệp vô phong và tiết phi đều là cao thủ. ông yên tâm, thanh u không sao cả. hoàng hiền đức, ông ra tay hại người như vậy, mẹ ông có biết không? diệp vô phong hỏi một cách hài hước. vô liêm sỉ, mày dám sỉ nhục tao? hoàng hiền đức quan sát tình hình, hơi dịch người muốn vào nhà, rõ ràng trong đó có chứa các vũ khí của ông ta. diệp vô phong cười miệng nói, tự ông chuốc lấy nhục hoàng hiền đức nếu ông không ra tay đánh lén quản lý bạch của chúng tôi tôi cũng sẽ không tìm đến đây thanh u cũng sẽ không gặp nguy hiểm hoàng hiền đức ông sống trên đời chẳng lẽ không biết điều này à không cần lùi lại đâu ở bên đây cũng có đường lúc giọng nói của tiết phi vang lên anh ta đã đứng sau lưng hoàng hiền đức hả tụi mày trong tay hoàng hiền đức lại chuẩn bị làm gì đó diệp vô phong lập tức cảnh gian vụt một cái đã đến sát bên cạnh hoàng hiền đức đạp một đạp lên vai ông ta, Hoàng Hiền Đức, có bản lĩnh thì đến tìm tôi đây này. Ông đánh lén một cô gái thì là cái thá gì thế hả? Một tiếng bịch vang lên, Hoàng Hiền Đức té ngã trên mặt đất, lúc bị đạp nhìn rất chật vật, bạch nhạn phi à. Tao làm gì cô ta? Bỗng nhiên Diệp vô phong túm lấy Hoàng Hiền Đức, tiết phi đá một cú vào đùi phải của Hoàng Hiền Đức. Giác, Thanh U bị trói trong phòng cũng nghe được tiếng xương đùi của Hoàng Hiền Đức gãy. Trong lòng cô ta lập tức trở nên căng thẳng chương 253, Tiết Phi bị tập kích. Á, à, Hoàng Hiền Đức gào lên như heo bị chọc tiết, té ngã trên mặt đất, đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, hít vào từng đợt khí lạnh, Tiết Phi, có gì từ từ nói. Tiết Phi sớm đã giận đến đỉnh điểm, mặt anh ta đen thùi, trực tiếp dẫm vào chỗ xương đùi vừa gãy của Hoàng Hiền Đức. Hoàng Hiền Đức đau đến mức gào không không ngừng, ui ra, đừng. Dừng mà, rốt cuộc các cậu muốn gì, tôi sẽ làm hết. Diệp vô phong móc dao găm ra, ở bên kia, Tiết Phi cũng lôi thanh u từ trong nhà ra, để cô ta quỳ một bên, tận mắt chứng kiến bọn họ trừng phạt sư phụ cô ta. Mắt thanh u rưng rưng, nhưng khổ nổi miệng đã bị bịt lại, nói không thành tiếng, chỉ đành cúi đầu. Con dao găm của Diệp vô phong rạch một đường trên mặt của Hoàng Hiền Đức, quẹt nhẹ, Hoàng Hiền Đức, tôi chỉ hỏi ông một câu, nếu ông không trả lời được, con dao này sẽ đâm thẳng vào yết hầu của ông. Tôi nói được là làm được. Hoàng Hiền Đức đau đến run người, lập tức gật đầu, dạ dạ, tôi biết rồi. Sòng Diệp vô phong uy nghiêm đến đáng sợ, hỏi, lập tức nói cho tôi biết, làm sao cứu sống Bạch Nhạn Phi. Tôi, tôi không có cách nào cứu cô ta hết, bùa ngũ độc mê hồn trong tay tôi cũng là sư phụ mộ dung trí cho tôi, tôi không biết vẽ bùa, đương nhiên cũng không biết cách giải. Ánh mắt của Hoàng Hiền Đức lóe lên. Chát, Diệp vô phong giận đến khó kiềm chế, tát lên mặt Hoàng Hiền Đức, trên mặt ông ta nhất thời xuất hiện bốn dấu tay đỏ như máu anh nói một cách dữ tợn lập tức nói cho tôi biết kẻ nào giải được cái bùa ngũ độc mê hồn chết tiệt này mộ dung trí đang ở đâu diệp vô phong tiếp tục hỏi hoàng hiền đức nói chỗ ở của sư phụ không cố định có lúc sẽ đi khắp nơi tôi cũng không biết nói đến đây ánh mắt của hoàng hiền đức chợt lóe lên ông ta đột ngột giơ tay lên búng một thứ gì đó về phía tiết phi diệp vô phong hoảng sợ vì anh thấy rất rõ, trong tay Hoàng Hiền Đức lóe lên một tia sáng màu vàng yếu ớt. Tia sáng vàng kia bắn thẳng về phía Tiết Phi. "Tiết Phi, coi chừng!" Diệp Vô Phong hét lớn, lao về phía trước một bước, cố bảo vệ Tiết Phi, tiếp theo, đột nhiên hai tay anh đẩy về trước, mang theo sức mạnh ngàn cân định đánh mạnh vào vị trí trái tim trên lưng Hoàng Hiền Đức, rõ ràng muốn dùng một đòn để kết liễu ông ta. Dưới cơn giận của Diệp Vô Phong, nếu hai tay này đánh chúng thật thì trái tim, nội tạng của Hoàng Hiền Đức chắc chắn sẽ nổ nát bấy. Nhưng hai người lại không ngờ đến, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Một màn xương dày đặc đột nhiên xuất hiện xung quanh cơ thể Hoàng Hiền Đức rồi lan ra tứ phía. Diệp vô phong vội vàng rụt tay lại, tiếp tục bảo vệ Tiết Phi. Ơ kìa, người đâu rồi? Tiết Phi lầm bầm một câu, mắt đột nhiên trợn ngược, sau đó ngã phịch xuống đất, rơi vào hôn mê. Tiết Phi, anh sao vậy? Diệp vô phong bật người lao đến, kiểm tra tình trạng của Tiết Phi, Hoàng Hiền Đức đã dùng ám khí gì? Không lẽ lại là bùa chú gì đó? Anh kiểm tra cơ thể của Tiết Phi một lúc lâu cũng không thấy chỗ nào bị thương. Phụt, Diệp vô phong lôi miếng vải rách trong miệng thanh u ra, nói. Tên khốn Hoàng Hiền Đức đó đi đâu? Ông ta chạy kiểu gì? Thanh U ho khan mấy cái, phun đầm ra, sư phụ tôi dùng bùa ngũ hành hộ mệnh, về phần chạy đi đâu thì tôi không chắc lắm, chắc là không xa nơi này đâu. Không xa là khoảng bao xa? Diệp Vô Phong gấp gáp truy hỏi, nhìn Tiết Phi im hơi lặng tiếng, lòng anh lo lắng không sao tả xiết. Việc này còn phụ thuộc vào sức mạnh của lá bùa và sức mạnh của sư phụ tôi nữa." Thanh U giải thích vô cùng rõ ràng, cô ta là một cô gái hiền lành, chẳng qua bị Hoàng Hiền Đức lừa mà thôi, nhưng bản tính hiền lành vẫn không thể thay đổi được. Thanh U vô cùng phản cảm với việc sư phụ ra tay tổn thương người khác cái tên gãy chân đó có thể chạy được bao xa. Diệp vô phong không để ông ta vào mắt, mà hệt như kẻ điên chạy khắp núi. Lúc Thanh U nhìn thấy bóng dáng của Diệp vô phong mới kinh hãi nghĩ, bản lĩnh của người này thật lợi hại. Chẳng trách ở trong tay cậu ta, mình không có sức phản kháng. Nhất định là thần rồi. Diệp vô phong dùng tốc độ nhanh nhất chạy trong vòng bán kính 3-4 km, tìm hơn một tiếng đồng hồ cũng chẳng có thu hoạch gì. Rõ ràng là Hoàng Hiền Đức vô cùng quen thuộc nơi này, dù ông ta bị chặt một chân cũng có thể tìm một chỗ nào đó để chạy, Diệp Vô Phong khó mà tìm được. Diệp Vô Phong rất buồn bực, rõ ràng là mang theo Tiết Phi đến bắt Hoàng Đức Hiền, kết quả lại khiến Tiết Phi bị thương. Về đến bệnh viện thành phố, Diệp Vô Phong sắp xếp một phòng bệnh cho Tiết Phi, lập tức gọi Hàn Kỳ đến, ra lệnh cho anh ta qua công ty Hoàng Hiền Đức, tìm cách khống chế con của Hoàng Hiền Đức, còn Diệp Vô Phong sẽ đi tìm mộ Dung Trí. Đầu tiên, diệp vô phong đến một căn nhà ở thành phố hoa hải của mộ dung trí nhưng không tìm được ông ta chỉ có mấy người công nhân phụ trách quét dọn hơn nữa còn là kiểu hỏi gì cũng không biết diệp vô phong không còn cách nào khác chỉ có thể tiếp tục đến những nơi khác tìm mộ dung trí quản lệ su đang ở trong một căn biệt thự nằm ngoài ô thành phố một mình thưởng thức món ngon nhìn những người giúp việc bận rộn vì mình trong lòng cô ta dâng lên một cảm giác cực kỳ thỏa mãn đây là cảm giác mà dượng mộ dung trí mang đến cho cô ta vì căn biệt thự này là bất động sản của mộ dung trí, nhưng bình thường lại là chỗ ở của quản lệ su. Quản lệ su lấy danh nghĩa theo dưỡng học tu đạo, chỉ cần dưỡng mộ dung trí sống ở đây một thời gian, cô ta và dưỡng ở chung một chỗ, hai người ở sau lưng làm gì đó, bảo vệ nơi này biết, người làm cũng biết, nhưng dù họ có nghĩ cũng không dám nói ra. Tất cả mọi người vô cùng ghét dáng vẻ vinh mặt hất cầm của quản lệ su, nhưng không ai dám chống đối. Tuy lúc nào mộ dung Chí cũng có dáng dấp một vị tiên, nhưng bảo vệ và người làm ai cũng biết, thủ đoạn của mộ dung trí không chỉ tàn nhẫn như vậy thôi đâu. Lúc trước, vì một người làm không nghe theo lệnh quản lệ su, kết quả bị mộ dung trí lóc ra xẻ thịt thành 10 khúc rồi ném cho chó ăn. Những người này giận mà không dám nói, với thế lực của nhà mộ dung thì giết người đã là gì chứ? Nhưng dù sao mộ dung Chí cũng là người tu đạo, đối với nhu cầu nam nữ không dốc hết sức được, quản lệ su hết lần này đến khác dục vọng không được thỏa mãn, nhưng biết thủ đoạn của dượng tàn khốc nên cô ta không dám tìm niềm vui khác sau lưng dược, chỉ có thể tự nhịn xuống cảm giác dày vò vào lúc đêm khuya vắng người. Cô ta tắm rửa xong cũng chẳng thèm quấn khăn tắm đã quay về phòng, anh, anh là ai? Anh vào đây bằng cách nào? Dưới ánh đèn mờ của phòng ngủ, quản lệ su phát hiện một người đàn ông mặc áo đen cầm súng đang ngồi trên giường mình. Cô ta dùng tay che những chỗ nhạy cảm theo bản năng, trong lòng thầm nghĩ, mười mấy bảo vệ ở bên ngoài đâu. Chẳng lẽ mù hết rồi à? Diệp vô phong ném chiếc chăn trên giường qua chỗ cô ta, tôi là Diệp vô phong, đến tìm mộ dung trí, cô nghĩ cách giúp tôi liên lạc với ông ta, nếu không ánh mắt Diệp vô phong đầy tính xâm lược. chương 254, ỉ thế hiếp người. Bảo vệ bên ngoài đâu? Quản lệ su quấn thêm chăn thì cảm thấy an toàn hơn, nhưng cô ta cũng không biết Diệp vô phong là ai, nhưng cảm giác có lẽ súng lục trong tay anh là súng thật nên cô ta không dám hét lên. Diệp Vô Phong cay nghiệt nhìn cô ta, đừng có nhiều lời. Mau giúp tôi liên hệ với Mộ Dung Trí. Quản lệ su thấy họng súng của anh nhắm thẳng vào mình, ánh mắt cô ta sáng lên một cái, đột nhiên bỏ cái chăn đang quấn trên người xuống, anh trai à, thế lực của dưỡng tôi lớn lắm đó, anh muốn chống đối dưỡng tôi cũng phải coi chừng đó nha. Diệp Vô Phong thu súng lại, bước đến tát vào mặt cô ta, mau gọi cho ông ta tôi không có hứng thú với cô. Hả, quản lệ su vốn định dùng mỹ nhân kế để tạm trấn an Diệp vô phong, đồng thời giải quyết luôn sự đói khát của bản thân, ngộ nhớ dượng trở về đúng lúc, cô ta có thể lôi tên ngu có can đảm dám chọc nhà mộ dung này ra đỡ đạn, ai mà ngờ tên này lại chẳng thèm để ý chứ. Vậy nên, sau khi cô ta té trên đất thì vội vàng dùng chăn che khuôn mặt đang nóng bừng của mình lại, ngập ngừng nói điện thoại của tôi đặt ở đầu giường. Diệp vô phong cầm điện thoại ném cho cô ta, lập tức gọi cho ông ta, nói là có Diệp Vô Phong đang chờ. Dạ, biết Diệp Vô Phong không phải kẻ biết thương hoa tiếc ngọc, quản lệ xu chỉ có thể thu ý định kia lại, gọi điện thoại cho Mộ Dung Trí, alo. Dượng ơi, dượng đang ở đâu vậy? Có người xông vào biệt thự, bắt con gọi cho dượng, tên anh ta là Diệp Vô Phong, dượng về nhanh lên. Cô ta vừa nói đến đó thì phát hiện đầu dây bên kia đã cúp điện thoại, trong lòng liền trùng xuống, dượng làm vậy là sao? Mặc kệ mình ư? Chớp mắt, trong lòng cô trở nên phức tạp, uổng công tôi dâng cơ thể trẻ trung của mình cho ông, thế mà ông không thèm yêu thương tôi ư? "Cô mau mặc đồ vào đi." Diệp Vô Phong lạnh lùng ra lệnh. "Được thôi." Cô ta đi về phía giường, thấy ánh mắt Diệp Vô Phong cứ nhìn mình, đột nhiên thấy ngượng ngùng, anh nhìn chằm chằm kiểu đó tôi mặc quần áo kiểu gì? Diệp Vô Phong xoay người đi chỗ khác, đưa lưng về phía cô, bớt nói nhảm, mặc nhanh lên. Trong lúc quản lệ xu mặc quần áo, Diệp vô phong hoàn toàn không quay đầu nhìn lại. Quản lệ su mặc đồ xong, từ trong túi áo lấy ra một lá bùa, bắt đầu bấm tay. Đột nhiên vung về phía Diệp vô phong. ầm, um, không biết Diệp vô phong lôi đâu ra tấm ván gỗ chắn trước người mình, động tác vô cùng nhanh nhẹn chuẩn xác. Quản lệ su lập tức sợ hãi, tha mạng, xin tha mạng. Lá bùa vừa rồi tôi dùng chẳng qua chỉ là bùa ngũ hành hộ mệnh, tôi lẽ ra đã chạy được, nhưng bùa không trúng anh thì tôi không chạy được. Bùa ngũ hành hộ mệnh, lúc chúng người khác có gây hại gì không, lòng của Diệp Vô Phong hơi lung lay, cố kiềm lửa giận trong lòng xuống, hỏi. Quản lệ su nói, dưỡng tôi từng bảo, cũng không nguy hiểm lắm, người chúng bùa sẽ hôn mê, sau đó tôi có thể bỏ chạy, thần kỳ lắm. Diệp Vô Phong càng giận, tôi hỏi, người bị chúng bùa sẽ thế nào? Quản lệ su chắc mắt, thì hôn mê đó. Diệp Vô Phong thiếu chút nữa bùng nổ, sau khi hôn mê thì thế nào? Bao lâu thì tỉnh. Ui ra vấn đề này phức tạp quá, tôi thật sự không biết đâu anh trai, hay là anh đợi tôi hỏi lại dưỡng đi ha. Quản lệ Xu thật sự rất sợ Diệp Vô Phong, vì cô ta cảm thấy một loại hơi thở khiến cô ta sợ hãi. Vừa rồi ở trước mặt Diệp Vô Phong, cô ta cứ tưởng Diệp Vô Phong sẽ giết cô ta. Thấy Diệp Vô Phong không có ý định giết mình, cuối cùng cô ta cũng yên tâm, trốn ở một bên, không dám nhiều lời nữa. Ngoài cửa sổ là bóng tối vô tận. Diệp Vô Phong vô cùng lo lắng chờ mộ dung trí đến. Lệ Xu, Diệp Vô Phong ở đâu? Ngay lúc mộ dung trí lên tiếng, quản lệ su suýt thì nhảy cỡn lên, nhưng thấy ánh mắt của Diệp Vô Phong, cô ta lập tức co người lại. Diệp Vô Phong nói, nói cho ông ta biết. Dường, con ở phòng ngủ lầu ba, mau đến cứu con với. Quản lệ Xu lớn giọng gọi. Được, mộ dung trí quá tự cao nên ông ta nghĩ đạo công nhiều năm tu luyện của mình dư sức đối phó một tên nhóc mới đến hoa hải như Diệp Vô Phong. Ông ta thông thả bước từng bước lên lầu ba, mặc trên người bộ quần áo đạo sĩ màu tím nhạt, mái tóc dài, tay cầm phất trần, dáng vẻ cực kỳ phóng khoáng, ngay khi bước đến lầu ba lập tức lớn giọng Diệp Vô Phong mày ra đây. Người mày muốn tìm là tao, không phải lệ Xu. Cạch, cửa phòng vừa mở, Diệp Vô Phong đã xuất hiện. Nhưng bên cạnh anh không có quản lệ Xu mà chỉ có một mình. Dường. Dường đến rồi, quản lệ xu đi ra từ phía sau Diệp Vô Phong, chạy thẳng về phía mộ dung trí. Diệp Vô Phong thấy mộ dung trí đã trên dưới 60 tuổi nhưng đúng là có cốt cách thần tiên, còn xen thêm vài phần xuất trần, nhưng khi ông ta nhìn quản lệ xu lại rất cưng chiều, dường như còn xen cả chút tình cảm không nên có. Lệ xu, nó không làm gì con chứ, thuận lợi ôm quản lệ xu vào lòng, ánh mắt mộ dung trí lạnh lùng nhìn thẳng Diệp Vô Phong. Dường ơi, anh ta tát còn hai cái, còn muốn sàm sỡ con, may mà người ta liều mạng phản kháng nên anh ta mới không làm được gì. Quản lệ su dùng tư thế thân mật không bình thường ôm mộ dung trí, bắt đầu làm núng, còn liên tiếp bịa đặt. Đám chuột nhắt chúng mày, mộ dung trí chừng mắt, nếu bây giờ mày quỳ xuống cầu xin, tao sẽ cho mày con đường sống. Nực cười, Diệp vô phong tức giận nhìn mộ dung trí, đồ đệ hoàng hiền đức của ông hại dám đốc bạch của chúng tôi, có người nói là dùng bùa ngũ độc mê hồn, sau đó tôi đến tìm ông ta nói cho ra lẽ thì ông ta lại dùng bùa ngũ hành hộ mệnh làm bạn tôi bị thương. Bây giờ ông ta trốn rồi, tôi chỉ có thể tìm người làm sư phụ là ông để đòi lại công bằng. Thật ra mộ dung trí luôn thăm dò hơi thở của Diệp Vô Phong, dựa vào sự nhạy cảm do tu đạo nhiều năm của ông ta mà nói. Tuy cảm giác được hơi thở của Diệp Vô Phong rất mạnh, nhưng lại như có như không, khiến ông ta khó hiểu chẳng lẽ công lực của thằng nhóc này mạnh hơn mình. Sao có thể như vậy được? Đạo công của mộ dung cho dù hôm nay chỉ tính trong phái long môn đạo gia thì cũng có thể xem là có một không ai, nếu đem so với cảnh giới võ công thì ít nhất cũng được xếp vào cảnh giới tông sư. Vậy nên ông ta mới tự tin mình có thể hoàn toàn chế phục diệp vô phong. Ha ha, hiền đức dùng bùa ngũ độc mê hồn à. Mộ dung trí cười mỉa, muốn đòi công đạo, nhóc con, mày lo giữ mạng mình rồi hãng tính. Ông ta đẩy quản lệ su bám trên người mình ra, lệ su, con đi ra đi, để dưỡng dạy dỗ tên không có mắt này. Nói đạo lý, người nhà mộ dung thì cần gì nói đạo lý. Từ trước đến nay đều luôn ỷ thế hiếp người. Quản lệ su hôn một cái lên mặt mộ dung trí, dưỡng, dưỡng nhất định phải chặt anh ta thành trăm khúc rồi quăng cho chó ăn. Được thôi, nếu lệ su nhà dưỡng đã đề nghị thì dưỡng sẽ chịu ý con. Mộ dung trí chậm chậm bước lên, dáng vẻ cốt cách như thần tiên hạ phàm, oát con, ra tay đi. chương 255, Hồng Bang Tiêu Sắc. Diệp Vô Phong cực kỳ tức giận đối với loại phụ nữ ác độc như quản lệ xu. Nhưng anh vẫn giữ giọng điệu hòa hoãn, mộ dung trí, tôi coi ông là tiền bối, hơn nữa, mặc dù đệ tử của ông làm bị thương người của tôi, nhưng tôi vẫn rất hy vọng, chỉ cần ông chịu ra tay giúp đỡ vậy thì khúc mắc giữa chúng ta coi như bỏ qua. Không phải Diệp Vô Phong có lòng giả khoan dung, mà là bởi vì anh cảm thấy pháp thuật phù chú của đạo gia rất ảo diệu, trong một lát không có cách nào xử lý, cần phải có mộ dung trí ra tay mộ dung trí cười lạnh nói ra tay giúp đỡ sao tại sao tôi phải cứu đám người vô danh tiểu tốt như các cậu hơn nữa cậu dám làm bị thương mặt mũi đồ đệ của tôi đã là con đường chết rồi lại còn dám sao sao lệ xu nhà tôi đúng là chết chưa hết tội không cần nói nhiều nữa ra tay đi đúng vậy chú mau giết anh ta quản lệ xu hung ác chừng mắt nhìn diệp vô phong đối mặt với đám người này diệp vô phong vẫn rất yên lặng sau đó anh từ từ tiến lên mộ dung trí nếu đã như vậy chỉ có thể so tài xem ai hơn ai anh mở ra cảnh giới linh hoạt tiến lên tung ra một đấm đánh về phía bàn của mộ dung trí chiêu thức tung ra rất rõ ràng mộ dung trí tung cây phất trần lên tránh khỏi cú đấm của diệp vô phong hai người hợp lại đánh nhau một chỗ diệp vô phong đương nhiên không bung hết sức ra nhưng anh đã nhanh chóng phát hiện ra thân thủ của mộ dung trí rất tuyệt vời đi lại như gió ông ta vậy mà rất lợi hại. Và lại, có vẻ như cậu ta còn thấy rất thoải mái. Mộ dung trí âm thầm rút một tấm phù chú ra, nắm trong tay, dưới chiêu thức biến ảo, bỗng nhiên vung tay ném về phía Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cậy mình rất tinh mắt, nhìn rất chuẩn mỗi lần mộ dung trí ra tay lúc nào, lại còn đoán trước được hướng tấn công của tấm phù do mộ dung trí tung ra. Vậy nên cách di chuyển của Diệp Vô Phong lập tức đi theo hình chữ, chi, bất quy tắc, lóe lên vài cái quỷ dị, thế mà anh đã đi đến trước mặt mộ dung trí. Hả, mộ dung trí vốn cho rằng tấm phù chú này của mình đủ để vây khốn diệp vô phong, nhưng ông ta không sao ngờ được tên nhóc này vậy mà lại có thể né tránh đòn tấn công bằng phù chú này. Hơn nữa, sự xuất hiện của diệp vô phong không những quái dị mà còn mang theo tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức mộ dung trí không cảm nhận được trình độ gì. Giống như sử dụng dịch chuyển tức thời vậy. Loại tốc độ đạt đến mức tối đa như này, mộ dung trí chỉ nhìn thấy nó khi bát tí hải thần ra tay tên nhóc này có thể ngang cấp với hải thần sao chuyện này cũng quá phi lý rồi phải không trong nháy mắt mộ dung trí không kịp có quá nhiều suy nghĩ liền cảm giác được ngón tay của diệp vô phong đang nhắm về phía cổ họng mình đồng thời thấy phát trần trong tay phải của mình không biết bằng cách nào đã nằm trong tay diệp vô phong hả vậy mà người đầu tiên sợ hãi hét lên không phải mộ dung trí chí mà chính là người tên quản lệ su kia nhìn thấy mộ dung trí bị bắt quản lệ xu bị dọa cho thất thần vừa này còn muốn đập diệp vô phong thành trăm mảnh bây giờ tình thế đổi lại mình có thể nào toàn tính mạng không đây mặc dù công phủ của ông ta rất cao thâm nhưng chỗ yếu nhất là cổ họng đã bị khống chế vậy thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời đối phương trừ khi ông ta không muốn sống nữa ông ta biết với tốc độ và công phu của diệp vô phong thì chỉ cần ông ta hơi động đậy một chút thôi nhất định cái cổ này sẽ không còn nữa thả tôi ra giọng điệu của mộ dung trí vẫn còn cảm giác rất cao ngạo diệp vô phong chậm rãi nói cứu sống hết anh em của tôi nếu không tôi sẽ khiến ông muốn sống không được muốn chết cũng không xong cậu dám ra lệnh cho tôi à mặc dù mộ dung trí đã bị khống chế nhưng ông ta vẫn không bỏ được mặt mũi của mình bộp 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 diệp vô phong điểm mấy huyệt đạo sau lưng ông ta sau đó buông lỏng tay đang đặt trên của ông ta xuống đương nhiên tôi có đủ tư cách ra lệnh cho ông cả người mộ dung trí cứng đờ hung ác chừng mắt nhìn diệp vô phong tên khốn kiếp này cậu dám đối xử với tôi như vậy nhất định sẽ phải hứng chịu sự trả thù của nhà họ mộ dung diệp vô phong lạnh lùng nhìn ông ta còn điều ông nhìn thấu bây giờ chính là sự trả thù của diệp vô phong tôi đây ngay sau khi anh lấy được cây phất trần thì anh đã biết đây là cây phất trần làm bằng kim loại thấy mộ dung trí rơi vào bước này rồi mà vẫn còn không chịu tỉnh ngộ Diệp vô phong đột nhiên tung cây phất trần kim loại trong tay lên, bốp. Mộ dung trí tận mắt nhìn thấy Diệp vô phong đung cây phất trần kia đánh trúng quản lệ su. Đầu quản lệ su như một quả dưa hấu, chỉ trong nháy mắt đã bị bổ làm đôi, máu me óc tủy trào ra, còn thi thể thì ngã quỷ. Hả, vậy mà cậu dám giết nó sao? Tên khốn kiếp này, mộ dung trí đau lòng tột độ, hai mắt ông ta tóe lửa nhưng huyệt đạo đã bị khống chế, căn bản không thể động đậy. Bốp, Diệp vô phong không hề nói một lời, dùng cây phất trần bằng kim loại đánh về phía chân phải của mộ dung trí. Á, à, mộ dung trí hét thảm một câu như con heo bị chọc tiết. Mặc dù cơ thể ông ta không thể động đậy nhưng cả người lại đau đến không thở nổi, các bắp thịt trên mặt ông ta đều biến dạng. Diệp vô phong bắt đầu để lộ ra sát khí, mộ dung trí, bây giờ ông phải hiểu rõ một điều, ông chỉ là tù biểu của tôi thôi. Tôi muốn ông làm gì, chỉ cần ông dám có chút sai sót cái mạng nhỏ của ông sẽ không còn đâu. Nhìn thấy sự lạnh lẽo hung tàn của Diệp Vô Phong, mộ dung trí đau đến mức cả người toàn mồ hôi, cũng không dám mắng Diệp Vô Phong nữa, vốn dĩ ông ta cũng chẳng dám trêu tức tên ma quỷ này. Cậu, có thể tha mạng cho tôi hay không? Cảm nhận được tính mạng của mình chịu sự uy hiếp rất lớn, vẻ kiêu ngạo của mộ dung trí lập tức biến mất đâu không thấy, ông ta bắt đầu ăn nói khéo nép. Tha mạng cho ông sao? Cái này còn phải xem tâm trạng của tôi thế nào? Diệp vô phong nhếch môi, không phải ông luôn không thèm quan tâm đến tính mạng của hạng người soàng xĩnh như chúng tôi sao? Ra đây đi, không cần phải lén lút nữa. Đột nhiên Diệp vô phong hét về phía bóng tối. Còn có người đứng xem sao? Mộ dung trí không thể động đậy, cũng không có cách nào quay đầu lại nhìn. Bộp, bộp, có người vỗ tay, tiếp sau đó là có một giọng nữ hiền hòa vang lên, tốt lắm. Ra tay quyết đoán, Diệp vô phong quả nhiên là một nhân vật lớn. Diệp Vô Phong không cảm nhận được sự thù hằn từ trên người phụ nữ này, nhưng anh lại có thể cảm nhận được công lực của người phụ nữ này nhất định cũng đã đạt đến cấp độ tông sư. Bằng không, không thể nào có chuyện cô ta có thể đi đến tầng 301 tiếng động thế này, rồi bây giờ mới để Diệp Vô Phong phát hiện ra. Khuôn mặt của người phụ nữ bầy vô cùng xinh đẹp, nhìn rất trẻ, làn da cũng được chăm sóc rất tốt, thân pháp lại cực kỳ tuyệt vời. Cô ta có thể cố gắng che giấu công lực của mình, nhưng sao có thể thoát khỏi quan sát của diệp vô phong chứ cô gái xinh đẹp kia cô là ai diệp vô phong khoanh tay đứng nhìn mỉm cười nhìn người phụ nữ đứng trước mặt tên tôi là tiêu sắc dáng vẻ của người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp mang theo trạng thái không hề đề phòng đi đến gần một người nguy hiểm như diệp vô phong diệp vô phong cảm thấy tiêu sắc hơi thấp hơn mình một chút anh liền cúi đầu nhìn khuôn mặt tinh tế của cô ta tiêu sắc của hồng bang sao tiêu sắc búng tay một cái, quả nhiên là Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong uy hiếp, cô đã nhìn thấu hành động đêm nay của tôi, nếu như tôi muốn giết người diệt khẩu, vậy thì cô sẽ rất nguy hiểm đấy. Bởi vì tôi không phải người biết thương hoa tiếc ngọc. Tiêu sắc dễ dàng nghiêng đầu, kẻ thù của kẻ thù thì chính là bạn. Bây giờ anh đã đắc tội với nhà mộ dung, còn tiêu sắc tôi đây lại có thâm thù đại hận với nhà mộ dung. Tôi đã phải ẩn nấp ở Hải Hoa 5 năm, trong thời gian đó làm qua rất nhiều công việc chỉ nhằm mục đích báo thù. Mười năm trước, cha mẹ tôi cùng với những người anh em của họ đã bị mộ dung hào giang và bát tí hải thần dưới tay ông ta giết sạch, tình trạng lúc ấy cực kỳ thê thảm. Audio điện tử võ tấn bền chương 256, tranh lệch quá lớn Nói đến đây, giọng điệu của tiêu sắc đều trở nên nghẹn ngào, giống như đang nhớ đến bóng ma tâm lý năm đó, Mặc dù Diệp Vô Phong rất lạnh lùng nhưng thật sự là đối với Tiêu Sắc này anh không gợi lên chút ý nghĩ thù hận nào cả, bởi vì trước khi anh đến Hoa Hải đã điều tra một lượt và anh cũng bỏ Tiêu Sắc vào loại đối tượng có thể lợi dụng. Thậm chí anh còn có một kế hoạch rất lớn, nếu nhú lật đổ được thế lực của nhà Mộ Dung, vậy thì thế giới ngầm ở Hoa Hải sẽ cần một người lãnh đạo mới. Lúc đó Diệp Vô Phong nghĩ Tiêu Sắc chính là một ứng cử viên thích hợp. Thông qua nguồn tin tức tình báo chính xác, Diệp Vô Phong biết suốt 5 năm qua Tiêu Sắc bất kể là ngày hay đêm đều cố gắng nghĩ cách để mở rộng thế lực của mình ở Hoa Hải, có ý đồ chống lại nhà Mộ Dung. Nhưng không có cách nào khác, thế lực của nhà Mộ Dung đã có từ lâu đời, thế lực ấy đã quá to lớn. Cho đến bây giờ, Tiêu Sắc đã rất cố gắng, nhưng chủ có thể xem như châu chấu đá xe, căn bản không hề lay chuyển được thế lực một tay che trời của nhà Mộ Dung. "Bang chủ Tiêu, nếu như cô đã có thành ý, vậy thì xin giúp tôi làm vài việc." Diệp Vô Phong lựa chọn tin tưởng cô ta. Được thôi, anh Diệp cứ việc nói. Tiêu sắc đã chứng kiến võ công của Diệp vô phong, biết rõ công phu của anh hơn mình rất xa, nên cũng rất tự nhiên hạ thấp địa vị của mình xuống. Hơn nữa, cô lựa chọn lộ mặt cũng khô khác gì là đã công nhận Diệp vô phong, nên cô ta cũng muốn thể hiện thành ý của mình cho Diệp vô phong thấy. Diệp vô phong nói, xin cô nhanh chóng tìm cho chúng ta một vị trí ẩn nấp thật kỹ, tiện thể mang theo ông mộ dung trí đây, để ông ta cứu giúp hai người bạn của tôi. Đồng thời, tôi mối mượn vài người vận chuyển ông mộ dung trí đây đi. Ok, không thành vấn đề, tiêu sắc gọi một cuộc điện thoại, sắp xếp đơn giản một chút. Còn Diệp vô phong thì gọi điện cho Mã Vũ và Hàn Kỳ, yêu cầu bọn họ đi đến hỗ trợ Bạch Nhạn Phi và Tiết Phi, đưa họ từ bệnh viện hàng đầu trong thành phố ra ngoài, rồi đưa đến địa điểm đã chủ định. Mã Vũ và Hàn Kỳ đã hoàn toàn tin tưởng Diệp vô phong tù lâu rồi, đối với mệnh lệnh của anh. Hao người không hề có câu hỏi nào thêm, nhanh chóng thực hiện ngay. Sau hơn 40 phút, Diệp Vô Phong dưới sự dẫn đầu của Tiêu Sắc đi đến một căn biệt thự vắng vẻ cách nơi này hơn 30 cây số. Hơn nữa Tiêu Sắc còn rất cẩn thận, cô ta sai người dọn dẹp sạch sẽ giấu vết cho thấy thi thể của Mộ Dung trí ở trong biệt thự. Chính tai Diệp Vô Phong nghe thấy sắp xếp của cô, sau đó âm thầm gật đầu. "Anh Diệp, xin mời vào. Anh hài lòng với nơi này chứ?" Tiêu Sắc đung phong thái yểu điệu đi trước dẫn đường đám đàn em xung quanh đều nấp trong bóng tối. Ít nhất cũng có mười mấy người, phân tán khắp các ngõ ngách. Tiêu sắc rất chắc chắn một điều, với việc cô ta bố trí đám đàn em ẩn nấp xung quanh đây, nhất định Diệp Vô Phong chỉ cần liếc mắt cũng đã nhìn ra. Đối với tiêu sắc mà nói, Diệp Vô Phong càng tài giỏi thì cô ta càng vui mừng, bởi vì cô ta có thể hợp tác với một người rất mạnh, chuyện báo thủ mố có thể có thêm hy vọng. Tiêu sắc nhạy bén cảm thấy, Diệp Vô Phong đang từng bước tán thành cô ta chuyện này khiến trái tim cô ta âm thầm mừng rỡ không thôi chị đây là ai một giọng nói tràn đầy ý thù địch mạnh mẽ vang lên diệp vô phong nhanh chóng nhìn thấy một người thanh niên có khí thế vô cùng cường tráng trợn to mắt đang nhìn về phía anh tiêu sắc nói đây là anh diệp tiêu như nhi em không thể vô lễ tiêu như nhi đánh giá diệp vô phong một lượt cậu ta cảm thấy đối phương còn thấp hơn mình một đoạn thì không khỏi khinh thường hừ lạnh một tiếng anh diệp đến đây làm gì? Tiêu Nghiêu Nhi, anh Diệp có huyện quan trọng cần xử lý ở đây. Nhanh chóng đi ra đằng sau đi. Tiêu sắc lạnh giọng nói. Vâng, Tiêu Nghiêu Nhi lập tức đồng ý, rồi lui sang một bên. Nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn tràn ngập ý không phục. Anh Nghiêu, chị lớn hình như có ý gì đó với người tên anh Diệp này. Một tên đàn em ép giọng xuống cực thấp, nói nhỏ bên tai Tiêu Nghiêu Nhi. Anh ta xứng sao, Tiêu Nghiêu Nhi khinh thường bĩu môi, đợi lát nữa xem tôi dạy dỗ anh ta thế nào. Lúc này có người dùng cáng cứu thương khiêng mộ dung trí vào, Tiêu Nghiêu Nhi bước lên nhìn kỹ, hả? Mộ dung Chí, cuối cùng ông cũng rơi vào tay chúng tôi. Lên đây, trói ông ta lại, cắt thành tám mảnh, ông đây muốn lấy ruột gan ông ta làm mồi nhắm rượu. Một lời nói của Tiêu Nghiêu Nhi vang lên, lập tức có sáu tên đàn em bước lên, vén tay áo đi đến bên cạnh cáng cứu thương lại cạch một tiếng, ngăn chiếc cáng cứu thương lại. Mộ dung trí lập tức kêu lên đau đớn một câu, té ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì, Diệp vô phong nhạy bén phát giác ra tình huống bên này, anh vội vàng quay lại, chạy về bên đó. Tiêu sắc cũng nhận ra được gì đó, tiêu nghiêu nhi. Em không được hành động linh tinh, mộ dung trí là do anh Diệp bắt được, ông ta vẫn còn tác dụng lớn. Tiêu nghiêu nhi giận dữ hét lên, chị, mẹ em bị ông ta dùng bùa chú ép cho phát điên, cuối cùng phải thắt cổ tự sát. Em quyết không đổi trường hung với ông ta, em nhất định phải băm vằm ông ta. Bỏ ông ta ra, tiêu sắc và diệp vô phong đồng thời quát lên. Điều khác biệt duy nhất là tốc độ của Diệp vô phong cực kỳ nhanh, bóng dáng của anh vừa lóe lên đã đi đến trước mặt Tiêu Nghiêu Nhi rồi. Tiêu Nghiêu Nhi nắm lấy bả vai của mộ dung trí, đang chuẩn bị bẻ gãy cổ của ông ta thì đột nhiên cảm thấy cánh tay tê dần. Vậy mà mộ dung trí kia có thể thoát khỏi tay cậu ta sau đó cậu ta đành phải trơ mắt đứng nhìn mộ dung trí bị cái tên họ diệp kia bắt được vào tay anh cảm giác tê dại còn lưu lại trên cánh tay khiến cho lòng tiêu nghiêu nhi bị chấn động mạnh mẽ cái tên họ diệp này lại lợi hại thế này sao anh dám đánh lén tôi sao trên cánh tay tiêu nghiêu nhi bị thương chỉ trong chớp mắt lập tức khôi phục dậm chân bước lên phía trước tung một đấm về phía sau lưng của diệp vô phong dừng tay tiêu sắc giật nảy mình cô ta biết mặc dù tiêu nghiêu nhi có hơi bồng bột nhưng luyện võ thì rất chuyên tâm. Đạt cấp bậc rất cao trong giới võ học, tuổi tác còn trẻ mà đã đạt đến trình độ tông sư. Một chiêu này cậu ta dùng hết sức lực, dù Diệp Vô Phong có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, thì lúc nhận lấy một cú này, nhất định sẽ khiến cả thân bị trọng thương. Huống chi, trong tay Diệp Vô Phong còn mang theo một người là Mộ Dung Trí đang bị điểm huyệt, chắc chắn hành động của anh sẽ không tiện. Nhưng cô không ngăn cản kịp Tiêu Ngưu Nhi, nhìn thấu tình cảnh hiểu lầm chuẩn bị xảy ra cô ta cảm thấy rất bất lực tránh ra tiêu sắc nhìn thấy diệp vô phong giống như không phát hiện ra nắm đấm của tiêu ngưu nhi lo lắng đến mức giơ tay múa chân ngay lúc tiêu ngưu nhi nghĩ một chiêu này của mình có thể đánh trúng diệp vô phong thì tiêu sắc chỉ thấy cả người diệp vô phong khẽ lay động quá kỳ diệu diệp vô phong chỉ cúi người xuống đồng thời lùi lại về sau nửa bước anh dùng cản cơ thể của mình đụng vào người tiêu ngưu nhi à, một chiêu này của tiêu nghiêu nhi lướt qua vai phải của diệp vô phong cánh tay cậu ta vẫn còn giữ ngang tư thế nằm ngang trên vai người ta nhưng cơ thể của cậu ta thì lại bị chấn động phần dưới của tiêu nghiêu nhi bị nhận cú tấn công thân thể rắn giỏi đột nhiên bị đình trệ cậu ta chủ cảm thấu từng đợt huyết khí cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực và bụng của cậu ta vì vậy mà chỉ trong một thoáng đầu óc đã bị làm cho choáng váng trong cái nhìn của những tên đàn em khác thì là lúc tiêu nghiêu nhi đánh một quyền về phía diệp vô phong Diệp Vô Phong chỉ dừng chân lại một chút rồi sau đó tiếp tục đứng lên. Trong tay anh vẫn mang theo người tên là Mộ Dung Trí. "A, à, tốt quá rồi." Tiêu Sắc nhìn thấu rõ đợt phản kích kỳ diệu của Diệp Vô Phong, nhất là Diệp Vô Phong vẫn chưa khiến Tiêu Ngưu Nhi bị thương, vậy là cô yên tâm rồi. Tiêu Ngưu Nhi ngây người đứng yên tại chỗ, hơn nửa ngày mới đè nén được khí huyết dâng lên trong lồng ngực. Hai lần ra tay cả hai lần đều gặp khó khăn đã vậy lần hai này còn bị đối phương dùng một chiêu lập tức khống chế. Ngay cả khi anh ta không hề phòng bị chút nào. Tiêu Nghiu Nhi lập tức hiểu rõ, khoảng cách tranh lệch giữa cậu ta và người họ Diệp này không chỉ là loại lớn bình thường đâu. "Chị Hai, xe từ bệnh viện đã đến rồi." Lúc này có một tên đàn em đi vào báo cáo. "Mau mở đường cho bọn họ đi vào." Tiêu Sắc ra lệnh, chương 257, cách vận hành kỳ quái. Hai người Bạch Nhạn Phi và Tiết Phi đang rơi vào hôn mê đã được người ta đưa đến rất nhanh là một trong những nhân vật quan trọng bên phía tiêu sắc nên đương nhiên tiêu nghiêu nhi nhất định phải được tham dự vào chuyện này. Nhưng sau đó đã bị tiêu sắc trách mắng nhiều lần, nhắc nhở cậu ta không thể làm ra mấy chuyện quá đáng ngay trong thời khắc mấu chốt này. Đối mặt với hai người hôn mê đang nằm trên giường, tiêu nghi nhi nín thở. Vốn dĩ cậu ta không hề biết nên giải quyết chuyện này thế nào. Anh Diệp, mời anh. Thái độ của tiêu sắc đối với Diệp vô phong đương nhiên là vô cùng khách khí còn mộ dung trí thì đã bị thương ở chân không thể đứng thẳng nổi ông ta chỉ có thể ngồi trên xe lăn để diệp vô phong đẩy vào căn phòng này theo phép lịch sự diệp vô phong cũng không hề lục soát người của mộ dung trí anh đẩy mộ dung trí đi đến trước mặt bạch nhạn phi mộ dung trí ông là đại sư của phái long môn nên hẳn phải hiểu rõ cô ấy đã trúng phải loại bùa chú nào tôi nghĩ chắc hẳn ông có thể giải quyết vấn đề trên người cô ấy đúng không hả mộ dung trí nhìn sang liếc mắt lập tức biết ngay bạch nhạn phi đã trúng loại bùa tên là ngũ độc mê hồn nhưng ông ta lại cố tình nghiền ngẫm nói diệp vô phong sao cậu có thể đảm bảo sau khi tôi chữa khỏi cho cô ta xong tôi sẽ được bảo toàn tính mạng chứ diệp vô phong lạnh lùng nhìn ông ta ông thấy vì sao ông lại có thể sống hả mộ dung trí tôi không ngại nói cho ông biết ông có thể cứu sống hai bọn họ thì tối đa cũng chỉ tranh thủ cơ hội được sống thêm một thời gian thôi tôi không cần phải lừa gạt ông làm gì hả mộ dung trí không sao ngờ tới diệp vô phong đã hoàn toàn phá hỏng con đường sống của ông ta rồi cho dù mộ dung trí ông tu đạo rất có thành tựu nhưng mà muốn khiến ông ta nhìn thấu được chuyện sinh tử vậy thì khó càng thêm khó con người mà chỉ có thể sống một đời còn chuyện kiếp sau gì đó đều là lừa mình dối người hết ánh mắt mộ dung trí lấp lóe một thoáng diệp vô phong cảm ơn sự thẳng thắn của cậu nhưng mà dựa vào năng lực của tôi dưới tình huống đang bị thương thì chỉ có thể cứu sống được một trong hai người đó, cậu phải cân nhắc cho thật kỹ. Diệp vô phong hơi suy ngẫm rồi nói, cứu tiết phi trước. Hả, Mã Vũ lập tức cảm thấy kinh hãi, anh Phong, phải cứu cô chủ trước chứ. Hàn Kỹ cũng lập tức gật đầu nói, đúng đúng, đương nhiên là phải cứu cô chủ trước rồi. Kể cả là bây giờ Tiết Phi tỉnh lại, anh ấy nhất định sẽ đồng ý với suy nghĩ của chúng tôi. Mã Vũ lớn tiếng nói, đúng vậy, nhất định Tiết Phi sẽ đồng ý. Tiêu sắc và Tiêu Nghiêu Nhi nhìn thấy cảnh này, hai người không kìm được mà rưng rưng nước mắt, quả nhiên Diệp Vô Phong là người có tình có nghĩa. Không cứu hồng nhan chi kỷ của mình lại đi cứu một người vệ sĩ không liên quan sao. Diệp Vô Phong nói, mộ dung trí, ông nghe kỹ cho tôi, trước tiên phải cứu sống Tiết Phi. Nếu không, tôi dùng một chiêu đánh chết ông ngay lập tức. Anh Phong, không được, cứu cô chủ trước hai người Mã Vũ và Hàn Kỳ, bộp bộp, một phát quỳ dạp xuống trước mặt Diệp Vô Phong, anh Phong, cho dù như thế nào, anh nhất định phải đồng ý với chúng tôi chuyện này. Cứu cô chủ trước, nhất định phải vậy. Diệp Vô Phong vốn dĩ không muốn nói nhiều lời. Anh đứng giữa hai người, một tay bên nọ một tay bên kia đẩy hai người này ra ngoài, ra ngoài. Cứu Tiết Phi trước, nếu như có đầu óc sáng suốt của Bạch Nhạn Phi ở đây, cô ấy nhất định sẽ ủng hộ quyết định của tôi. Không, không thể được, anh Phong, hai anh em chúng tôi thay tiết phi cầu xin anh. Hai người đó quỳ mãi không dậy, nước mắt chảy dài. Bộp bộp bộp, dập đầu xuống đất. Ai nói lưu bị bỏ con thì có thể mua chuộc được lòng người. Nhìn hành động lần này của Diệp vô phong thì đâu không phải là đang thu hoạch lòng người, mà là anh thực sự nghĩ như vậy. Mộ dung trí tiếp tục nghiền ngẫm ha, trong các người ai sống ai chết thì có liên quan gì đến tôi. Dù sao ông đây kiểu gì cũng phải chết thôi ông ta nhìn về phía Diệp Vô Phong, nói đi, muốn tôi làm gì thì mới có thể cho tôi con đường sống. Diệp Vô Phong cũng đang rất kích động, giữ dằn nói, đây vốn dĩ là tổn thương do bữa tiệc của phái Long Môn mấy người gây ra. Vậy nên, khôi phục về dáng vẻ ban đầu chính là nghĩa vụ của ông. Đừng nói đến chuyện điều kiện với tôi. Anh đã dùng chính sự lạnh lùng tàn nhẫn để chứng minh quyết tâm của mình. Nếu như mộ dung trí không chịu phối hợp, anh tình nguyện xử lý tên mộ dung trí này ngọc nát đá tan. Đương nhiên, anh đang đánh cược, nhất định mộ dung trí sẽ không dám không phối hợp, nếu không, cái mạng nhỏ của ông ta sẽ rất khó đảm bảo. Quả thật mộ dung trí rất sợ hãi, nhưng ông ta có thể nhìn ra người Diệp vô phong quan tâm hơn thật ra chính là cô gái xinh đẹp kia, cũng chính là Bạch Nhạn Phi. Ông ta đẩy xe lăn đi đến trước giường bệnh, đến gần một chút rồi nói, Diệp vô phong, dựa vào công lực hiện tại của tôi có lẽ chỉ có thể cứu sống được một người, cậu cũng đừng có trách tôi đừng nói nhiều nữa mau bắt đầu đi thật ra diệp vô phong cũng đã thấy vô cùng nôn nóng mộ dung trí cố nén đau đớn tột cùng bên chân phải ông ta đứng dậy bắt đầu ra tay sau một loạt động tác cầu nguyện phước ông ta bỗng nhiên rút một tấm bùa chú màu vàng nhạt trên người ra vung tay lên ấy thế mà tấm bùa kia tự động bốc cháy mang theo ánh lửa bay về phía tiết phi mã vũ và hàn kỳ cùng nhau nhìn về phía diệp vô phong tất cả mọi người đều rất nôn nóng Bất chợt, lá bùa bị đốt lên kia đã hóa thành cho tàn, nhưng dường như đám cho tàn kia lại mang theo một luồng năng lượng không rõ ràng nào đó, chui vào cơ thể của Tiết Phi. Đám cho thì ở lại bên ngoài, còn nguồn năng lượng kia thì dung nhập vào người Tiết Phi. Mộ Dung Trí đứng dậy, sau đó từ từ ngồi lại vào xe lăn, trên đầu chảy đầy mồ hôi. Đã xong rồi sao? Mã Vũ thấy Tiết Phi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, nghi ngờ hỏi dò. Tiết Phi đang ngồi trên giường bệnh bỗng nhiên ngồi dậy, đôi mắt mở thật to, cả người anh ta dường như bị mất đi ý thức, ánh mắt trống rỗng. A, à, Tiết Phi hét thảm một tiếng. Sau đó anh ta xé nát quần áo của mình, giống như thể có hàng ngàn hàng vạn con côn trùng đang bỏ trong đó. Anh ta lăn lộn trên giường bệnh mấy vòng, rồi ngã xuống dưới giường bệnh, lại tiếp tục lăn lộn trên mặt đất. Khốn kiếp! Diệp vô phong lập tức túm chặt cổ áo của mộ dung trí đánh ông ta hai cái, rốt cuộc ông đã làm gì với anh ta? Mộ dung chú cười lạnh, tôi đã cho cậu ta dùng bùa âm dương sinh tử. Bây giờ sống chết của tôi và cậu ta liên hệ chặt chẽ với nhau. Chỉ cần tôi chết, cậu ta cũng sẽ mất mạng ngay lập tức. Cái gì, Mã Vũ và Hàn Kỳ đang xem xét tình trạng của Tiết Phi, sau khi nghe xong lập tức giận dữ. Tức giận đến mức gân xanh trên trán hai người nảy lên, nhưng cũng không dám đánh chết mộ dung trí bởi vì lúc nãy khi diệp vô phong đánh mộ dung trí hai cái rõ ràng tiết phi cũng bị người đánh hai cái giống như vậy mẹ nó chứ cái này thật sự quá kỳ quái rồi cái này có lẽ là một loại pháp thuật có cách vận hành rất thần bí khi mộ dung trí nhận tổn thương bằng một cách nào đó nó cũng sẽ chuyển lên người tiết phi diệp vô phong cũng không dám tiếp tục đánh mộ dung trí thấy tiết phi đã bình tĩnh lại không tiếp tục xé quần áo của mình nữa nhưng lại thành ra dáng vẻ rất yếu ớt anh Diệp, làm thế nào bây giờ? Tiêu sắc cũng chưa từng thấy loại tình huống quái dị thế này, cô ta gấp rút hỏi thăm. Diệp vô phong không trả lời, nhanh chóng xé toang quần áo của mộ dung trí ra. Quả nhiên, trong ngực ông ta có một túi vải được buộc rất chặt chẽ, Diệp vô phong lập tức cầm lấy, mở ra từng lớp một. Của tôi, tên khốn kiếp kia, nó là của tôi, khóe mắt mộ dung trí bị rách, quát Diệp vô phong. Ngoan ngoán một chút, tiêu nghiêu nhi vùng tay ra, đánh một cái lên đầu mộ dung trí. Tiết Phi đang ở bên cạnh cũng nghiêng đầu một cái, giống như cũng bị đánh như thế. Tiêu Nghiêu Nhi, em mau dừng tay lại cho chị. Tiêu sắc giật nảy mình, lập tức đẩy Tiêu Nghiêu Nhi ra. Đó là đồ của tôi, mau trả lại đây, mộ dung trí khàn giọng quát lên. Ngón tay Diệp vô phong lướt nhanh như bay, điểm vào huyệt đạo của ông ta, Tiêu sắc, người này vô cùng nguy hiểm tìm tất cả những thứ có trên người ông ta đến đây, sau đó buộc hết chúng lại thành một mớ. chương 258, so tài một chút. Được, tiêu sắc lập tức bảo tiêu nghiêu nhi tìm dây thường đến, trói chặt mộ dung trí lại, khiến cho ông ta không thể nào động đậy được nữa, sau đó tùy tiện ném xuống sàn nhà. Trong lòng Diệp vô phong nóng như lửa đốt, lúc này thật sự anh không có cách nào xử lý mộ dung trí này, đành mở túi vải dầu kia ra, phát hiện ra trong đó là một quyển sách cổ bằng da dầu vô cùng lâu đời anh cẩn thận phân biệt từng chữ mới có thể nhìn ra tên, điều cơ bản về phái long môn của đạo giáo. Mộ dung trí giống như con thú bị nhốt, hung ác chừng mắt nhìn Diệp vô phong, như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nhốt lại rồi tính, phải trông coi thật kỹ. Diệp vô phong vẫy tay, tiêu sắc lập tức ra hiệu cho tiêu nghiêu nhi đi làm chuyện này. Sau đó tiêu sắc dẫn theo nhóm người của Diệp vô phong đi vào một căn phòng khác, anh Diệp, cái tên mộ dung trí này quá xảo trá rồi. Diệp Vô Phong thở dài, "Cũng trách tôi lúc trước không cho ông ta một con đường sống, vậy nên ông ta mới dùng cách này để đảm bảo tính mạng của mình. Hai, quan trọng là chúng ta không hề hiểu mấy loại bí thuật của những môn phái này, vì thế mới có thể để cho ông ta đạt được mục đích ngay trước mắt chúng ta." Quyền sách bí mật này, có lẽ là một quyển sách rất quan trọng với phái Long Môn của bọn họ. Tiêu Sắc nhìn về phía quyển sách trong tay Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nói, "Ừ, bây giờ tôi chỉ có thể bình tĩnh lại nghĩ cách nghiên cứu quyển sách này một chút. Hy vọng trong thời gian ngắn sẽ tu luyện thành công. Tiêu sắc gật đầu, được, vậy tôi không quấy rầy anh Diệp nữa. Đi ra bên ngoài, tiêu sắc sắp nói với tiêu nghiêu nhi, cho dù thế nào cũng không được ngược đãi mộ dung trí, để tránh cho tiết phi phải nhận thêm nhiều vết thương. Đồng thời, tiêu sắc còn tự mình sau người đến chăm sóc hai người là Bạch Nhạn Phi và Tiết Phi. Mã Vũ ở lại đây còn Hàn Kỳ thì quay lại công ty Hoa Cường để bảo vệ Lâm Thư Âm tiêu sắc rất cẩn thận, phái tiêu nghiêu nhi đi theo sắp xếp của Hàn Kỳ, bảo vệ lâm thư âm thêm một lượt nữa. Đến giờ ăn rồi, tiêu sắc mặc một bộ quần áo da màu đen, duyên dáng đứng trước cửa phòng diệp vô phong, bên trong đôi mắt đẹp lóe ra vài phần ý cười. Có thể dùng một chiêu áp chế được tiêu nghiêu nhi, đương nhiên đáng để cô phải kính nể. Diệp vô phong khoanh chân ngồi trên giường, trước mặt để quyển sách điều cơ bản về phái long môn của đạo giáo. Hai tay của anh chậm rãi ép xuống, Thở ra một hơi, thu lực rồi nhảy xuống từ trên giường, bang chủ Tiêu, sao tôi dám làm phiền cô tự mình đến gọi tôi đi ăn chứ? Ánh mắt đẹp của Tiêu Sắc hơi lóe lên, cười nói, anh Diệp, muốn đối phó với nhà họ Dung, anh là người cần nhất, đương nhiên phải nuôi anh mạnh khỏe một chút rồi. Ha ha, cảm ơn cô. Diệp Vô Phong đi theo cô ta đến một căn phòng, chỉ có hai chúng ta thôi sao? Tiêu Sắc cẩn thận đi sới cơm, đương nhiên rồi, tôi chính là người phục vụ anh thấy dáng vẻ hiểu điệu thướt tha của cô thật sự đi đến giúp mình xới cơm, Diệp Vô Phong ngượng ngùng bước lên nói, "Sao có thể? Sao tôi dám bắt bang chủ Tiêu phải làm chứ? Để tôi tự làm." Lúc anh vươn tay ra nhận lấy cái bát, trùng hợp đụng phải tay của Tiêu Sắc, anh lập tức cảm thấy mềm mại trượt qua tay. Xúc cảm kia không khỏi khiến cho lòng anh thấy rung động, "A, à, thành thật xin lỗi." Còn Tiêu Sắc thù mặc kệ chuyện anh chạm vào tay mình, chỉ nhẹ nhàng cười nhìn anh, anh Diệp anh kẻ yên đó ngồi chờ tôi là được rồi, tôi tình nguyện sới cơm giúp anh. A, à, cảm ơn cô." Diệp Vô Phong nhanh chóng rút tay về, hơi lúng túng ngồi lại vào bàn ăn. "Việc tu luyện sao rồi?" Lúc Tiêu Sắc ngồi xuống bên cạnh Diệp Vô Phong, lập tức có một làn gió thơm bay đến. Diệp Vô Phong ngửi thấy làn gió thơm làm say lòng kia, anh nghiêm túc nói, "Tôi đã đọc qua một lần và khiêu rồi, phát hiện ra sức mạnh của bùa chú trong đạo giáo thật sự có tác dụng rất mạnh." Trong quá trình vẽ bùa, thật ra là người vẽ đã dùng ý niệm và sức mạnh của mình bám vào trên bùa. Sau đó khi dùng bùa lập tức có thể kích phát những ý niệm và sức mạnh kia, lấy công lực của bản thân ra phụ trợ, liền có thể xúc tác thêm. "Hả?" Tiêu Sắc cười nhẹ nhàng nhìn anh, "Anh Diệp, ý anh là bây giờ anh đã học xong sức mạnh của bùa chú trong đạo giáo rồi sao?" Diệp Vô Phong lắc đầu, "Mặc dù tôi cũng có thể được xem là loại người có thể nghiên cứu mọi thứ." Nhưng trên sức lý giải và sức mạnh trên phương diện này thật sự là quá ít ỏi, cần phải bước thêm một bước nữa mới có thể lĩnh hội được. Tiêu Sắc gật đầu, "Ừ, anh Diệp, tên mộ dung trí này dây xảo trá, không thể để ông ta ra tay trị liệu cho quản lý Bạch. Nếu không, lỡ như mộ dung trí lại ra tay hãm hại quản lý Bạch, tình cảnh lại trở nên hỏng bét hơn." Diệp Vô Phong nói, "Quả thật tên này rất thông minh, ông ta không ra tay giết thiết phi luôn, bằng không, tôi sẽ không hề do dự mà giết chết ông ta." tiêu sắc nói anh diệp anh yên tâm đi bây giờ anh chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu công pháp của phái long môn là được rồi tận dụng thời gian phá giải bùa chú của ông ta còn những chuyện khác thì cứ giao cho tôi diệp vô phong rất cảm động bang chủ tiêu cảm ơn cô hai chúng ta là ai chứ anh diệp cũng quá khách sáo rồi tiêu sắc cười hiền lành bên trong đôi mắt lộ ra một sự nhiệt tình hả diệp vô phong cảm giác được tình ý đến từ tiêu sắc anh lắc đầu nói tôi đã có vợ rồi hả khụ khụ ý tôi muốn nói là chúng ta đang hợp tác với nhau mà tiêu sắc hơi lúng túng vội vàng che giấu cảm ơn cô hy vọng trong tương lai chúng ta chỉ là người hợp tác hơn nữa tôi chính là cấp trên của cô diệp vô phong thẳng thắn nói được tôi biết rồi tiêu sắc không hề phản đối ngược lại trong lòng cô cảm thấy dạng người như diệp vô phong này sẽ càng khiến cô thấy si mê vị trí của tiêu sắc trong hồng bang đương nhiên chính là chị đại. Cô ta thể hiện ra là một người vô cùng kiên cường, vừa có thể nhẫn nhịn nhưng cũng lại rất quyết đoán, nhiễm nhiên lúc trưởng thành đã có sự kiêu ngạo nhất định. Nhưng khi cô ta gặp Diệp Vô Phong, cảm nhận được quá trình xung đột giữa Diệp Vô Phong và nhà mộ dung, đặc biệt là khi tận mắt chứng kiến quá trình Diệp Vô Phong đối phó với mộ dung trí, cô ta đã sinh ra lòng tin cực lớn đối với Diệp Vô Phong. Cô ta tin chắc rằng, chỉ có hợp tác cùng với Diệp Vô Phong, thì mới có cơ hội quật ngã thế lực của nhà mộ dung. Có hội này, nếu như cô ta không nắm bắt được, chỉ sợ cho dù cô ta có cố gắng cả đời cũng khó có thể chống lại nhà mộ dung. Diệp vô phong xuất hiện mới khiến cho cô nhìn thấy hy vọng. Đến mức cô ta vừa gặp đã yêu Diệp vô phong, hận không thể lập tức trở thành người phụ nữ bên cạnh người này. Nhìn thấy Diệp vô phong rời khỏi gian phòng của mình, lúc này tiêu sắc đã khẩn trưng đến mức không thể nào hơn. Thật ra đây là lần đầu tiên cô ta tỏ tình với một người đàn ông. Nhưng mà lần tỏ tình này vừa mới bắt đầu đã bị Diệp Vô Phong cắt đứt. Mặc dù cô ta có chút thất vọng, nhưng cô chắc chắn tin tưởng rằng nước chảy đá mòn. Cho dù Diệp Vô Phong có là một tảng đá, thì sớm muộn gì cô ta cũng có thể bài mòn. Còn chuyện Diệp Vô Phong có bạn gái, chuyện này thì có liên quan gì? Cô ta chỉ muốn làm người phụ nữ của Diệp Vô Phong, không phải là vợ. Sáng sớm hôm sau, Diệp vô phong thức dậy rất sớm, đứng trong sân rũi người. Mấy anh em trong hồng bang đứng xung quanh đó, sau khi nhìn thấy Diệp vô phong di ra đều rút đi. Thật ra bọn họ đều có thể nhìn ra, chị đại nhà mình rất coi trọng anh Diệp. Vậy nên lập tức có người đi báo cáo cho tiêu sắc. Không đến một phút sau, tiêu sắc mặc một bộ đồ thể thao chạy ra, làm ra vẻ đang đi tập thể dục buổi sáng, hả? Anh Diệp, chào buổi sáng nha. Tư thế tập luyện của Diệp Vô Phong không hề thay đổi, bình tĩnh đáp, "Bang chủ Tiêu, chào buổi sáng." Sau khi Tiêu Sắc vận động một chút tay chân, bỗng nhiên nói, "Anh Diệp, tôi muốn cùng anh bàn luận một số công phu, có được không?" Diệp Vô Phong thu lại tư thế ra quyền, mỉm cười nói, "Tôi ra tay rất nặng, sợ sẽ đả thương cô." "Không sao hết, đến đi." Tiêu Sắc kéo dài khoảng cách. Chương 259: Thể hiện chân tình. Đại hồng quyền sao? Diệp Vô Phong nhận ra, bang chủ Tiêu, tôi có thể nhận ra được, quả thật cô nhận được chân truyền đại hồng quyền. Có thể đạt đến trình độ này, cũng đúng là vô cùng không dễ dàng. Mắt nhìn tốt, Tiêu Sắc gật gật đầu, ra tay đi. Diệp Vô Phong đứng nghiêm trang, vẫy vẫy tay về phía cô ta, lên đi, ưu tiên phụ nữ. Được, Tiêu Sắc từ từ tiến lên, tưởng chậm nhưng lại nhanh, đánh một quyền về phía Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong tránh trái tránh phải, thân pháp cực kỳ nhanh chỉ một lát đã đánh xong 50 chiêu. Đám đàn em trong hồng bang đứng quanh đó chỉ có thể lén lén lút lút đứng quan sát từ xa, chỉ nhìn thấy dưới thế tấn công suốt mấy chục chiêu của tiêu sắc, anh Diệp căn bản không hề vung tay ra, nhưng các chiêu thức không mảy may có dấu hiệu tán loạn, nhìn anh cực kỳ thong dong Mấy tên đàn em này đều đã chứng kiến cảnh tượng lúc tiêu sắc và tiêu nghiêu nhi luận võ, cho dù là tiêu nghiêu nhi là loại có thần lực bẩm sinh, lại là người cực kỳ có thiên phú học võ, nhưng dưới thế tấn công của tiêu sắc, cũng rơi vào nguy hiểm, đỡ trái né phải. Không cần phải nói, anh Diệp có thể dùng một chiêu đánh thắng được tiêu như nhi, vậy thì nhất định là không hề có chỗ nào đó gian lận, mà đó là thực lực chân chính. Ha, à, tiêu sắc bộc phát đại hồng quyền đến mức tối đa, liên tục hét lên vài tiếng. Luồng gió được tạo ra từ chiêu thức cũng dần dần có tiết vang. Trong luồng không khí xung quanh không ngừng vang lên những tiếng xé gió, hiển nhiên là do sức mạnh đã luân chuyển đến trình độ tuyệt đối nhưng mỗi lần Diệp Vô Phong đều có thể dùng những phương thức đơn giản mà kỳ diệu để tránh thoát từng chiêu của cô ta. Hết lần này đến lần khác khiến cô ta không nghĩ ra được cách nào khả thi tiếp theo. Cho dù là lúc cô ta dùng đến nhiều tổ hợp chiêu thức với nhau thì Diệp Vô Phong vẫn có thể dùng một động tác nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên nhẹ nhàng tránh thoát. Hừ, tiêu sắc không nhịn được nữa, nhảy khỏi vòng tròn rồi lớn tiếng nói, phản công. Anh mau phản công đi, sao lại không chịu đáp trả, nhị thấu chị đại nhà mình rơi vào trạng thái chiến đấu điên cuồng thật ra đám đàn em đều có cảm giác không dám nhìn tiếp ai cũng biết rằng lúc chị đại nổi điên lên thật sự không có cách nào ngăn lại được thế nhưng ngay lúc tất cả mọi người đều nhắm chặt mắt lại đều cảm thấy lần diệp vô phong kia nhất định thảm rồi thì họ lại nghe thấy tiếng hò hét tiếp tục vang lên bên tai mọi người mở mắt ra nhìn thấy hai người vẫn dùng những động tác nhanh gọn giao đấu với nhau thân pháp nhanh đến cực điểm Thấy cảnh này mọi người đều cứng họng, miệng không ngậm nổi nữa. Đã bao giờ thấy chị Đại gặp được đối thủ lớn mà lại có thể đánh đấm nhẹ nhàng thoải mái như thế này chứ? Quả thật còn sinh động hơn so với mấy cảnh tượng đánh đấm trên mấy phim truyền hình điện ảnh võ hiệp. Đấu thêm khoảng nửa tiếng nữa, lúc này lớp áo giày của Tiêu Sắc đã thấm ướt mồ hôi. Toàn bộ lớp bên ngoài của bộ quần thể thao đều đã lộ ra vết mồ hôi rất đậm mà Diệp Vô Phong bên kia cũng mặc một bộ quần áo thể thao như vậy thì vẫn nhẹ nhàng thong dong. Mặc dù tốc độ của anh không hề suy giảm nhưng lại không hề có bất cứ dấu hiệu mệt mỏi nào. Rầm, tiêu sắc nhảy ra khỏi vòng tròn, thở dốc anh, anh bắt nạt người ta. Nói xong, tiêu sắc xoay người chạy đi, bộ đồ thể thao trên người dường như dính sát vào cơ thể. Diệp vô phong rũ rũ tay nói, tôi ra tay đã rất lưu tình rồi, sao lại còn nói là bắt nạt cô chứ? Lòng dạ phụ nữ ấy à, quả thật ra không đoán được tiêu sắc trở về phòng mình lập tức cởi bỏ cả bộ quần áo ướt đẫm chạy nhanh vào tắm nước nóng lúc đang tắm giữa chừng thì nhìn thấy người mình tiêu sắc nghiến răng nghiến lợi nói họ diệp kia chẳng lẽ mắt mũi anh có vấn đề à chẳng lẽ dáng vẻ của tiêu sắc tôi đây không đủ xinh đẹp sao anh có thể không có chút phản ứng nào với tôi chứ anh cho rằng việc anh cố ý nhường tôi tôi lại không hiểu hay sao đây là anh đang đi bắt nạt người ta diệp vô phong có nghĩa nát óc cũng không hiểu hóa ra việc a hát cố ý nhường cô ta cũng tính là đang bắt nạt cô ta sao anh diệp có một tên đàn em thấy diệp vô hồn đi ngang qua chỗ mình thì lập tức đứng nghiêm người cung kính chào một câu mọi người đều biết chị đại rất thích anh diệp nhất định sớm muộn gì cũng là người phụ nữ bên cạnh diệp vô phong về chuyện có phải cưới hỏi đàng hoàng hay không mọi người chẳng ai quan tâm đến chuyện này chỉ cần chị đại tình nguyện bằng lòng là được rồi diệp vô phong gật đầu đi vào phòng của mình tiếp tục tận dụng hết các khoảng thời gian để tu luyện quyển sách cơ bản về công pháp của đạo giáo kia bằng bất cứ giá nào anh cũng muốn dựa vào chính bản lĩnh của mình để cứu bạch nhạn phi và tiết phi lại trôi qua hai ngày nữa dường như tiêu sắc chẳng hề tức giận với diệp vô phong mỗi lần đều là cô ta tự mình chăm sóc chuyện ăn uống của diệp vô phong ngày hôm nay sau khi ăn sáng xong diệp vô phong mới nói tôi đi thăm bạch nhạn phi một chút được để tôi dẫn anh đi tiêu sắc nhanh chóng phản ứng lại vội vàng bước lên phía trước anh diệp có phải anh đã nắm chắc cách chữa khỏi cho tổng giám đốc bạch rồi đúng không diệp vô phong nói cho dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng muốn thử một chút đôi mắt đẹp chứa đầy nghi ngờ của tiêu sắc đột nhiên sáng rực lên anh diệp mới chỉ qua ba ngày ngắn ngủi chẳng lẽ anh đã lĩnh hội được công pháp của phái long môn rồi sao diệp vô phong nói tôi chuyên tâm tu luyện công pháp về bùa chú cuối cùng cũng có chút tâm đắc. Hy vọng có thể có tác dụng. Đi vào giường bệnh cút Bạch Nhạn Phi, Diệp Vô Phong lập tức nhìn rõ. Mặc dù thời gian Bạch Nhạn Phi hôn mê không tính là lâu, mỗi ngày cũng bổ sung thêm chất dinh dưỡng bằng đường gluco, nhưng rõ ràng sắc mặt của cô ấy ảm đạm đi nhiều, có vẻ như làn da cũng hơi khô quắt lại. Trong lòng Diệp Vô Phong hơi tê dại, thầm nhủ, Nhạn Phi, có phải tôi đã đến chậm rồi không? Khiến cô phải chịu khổ rồi anh nắm lấy hai tay bạch nhạn phi lập tức chuyển một luồng khí mạnh mẽ sang đó vì để tránh làm tổn thương đến bạch nhạn phi anh luôn khống chế lượng chân khí chuyển sang cho cô hơn nửa tiếng sau sắc mặt nhợt nhạt có vẻ như hơi khôi phục lại một ít trên mặt tiêu sắc vẫn luôn đứng canh chừng bên cạnh không nhìn được mà lộ ra nét cười anh diệp tôi thấy sắc mặt của tổng giám đốc bạch đã tốt hơn nhiều rồi có phải đã có hiệu quả rồi không diệp vô phong lắc đầu tôi chỉ giúp cô ấy khôi phục thể lực lại một chút đây là cơ sở để trị liệu sau đó diệp vô phong lấy giấy bút ra bắt đầu vận công lực để vẽ bùa sau khi vẽ xong hai tấm diệp vô hồn không kìm được mà thở dốc anh diệp anh không cần phải vội vàng tôi biết anh nhất định sẽ chữa khỏi tiêu sắc rất thông minh nhanh hoang bắt đầu cổ vũ diệp vô phong sau khi đùng mấy nét hỗn loạn vẽ ra tầm bùa Diệp Vô Phong cầm lấy hai tấm bùa mình vừa vẽ xong. Đột nhiên hai lá bùa cháy sáng rừng rực trong tay anh, sau đó anh lại tạo một tư thế tay, nhìn về phía người Bạch Nhạn Phi, ném lá bùa sang. Dầm, bản thân Diệp Vô Phong có thể nhìn ra một phần sức mạnh bên trong tấm bùa chú kia và sức mạnh do anh tự mình tạo ra, chúng dung hợp với nhau một cách hoàn hảo, tiến vào trong cơ thể cút Bạch Nhạn Phi. Ha ha, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Diệp vô phong thầm nghĩ như thế trong lòng nhưng anh vẫn không ngăn được sự nôn nóng rồi nhìn về phía Bạch Nhạn Phi. Đặc biệt là anh chăm chú nhìn đôi mắt đẹp của Bạch Nhạn Phi. Hy vọng cặp mắt đã khép lại gần 10 ngày nay có thể hơi lay động. Đương nhiên, tốt nhất là nó có thể mở ra ngay lập tức. Tiêu sắc đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, hai tay cô tay khẩn trương nắm chặt lại với nhau. Cô ta nhìn chăm cúc gương mặt xinh đẹp của Bạch Nhạn Phi, không dám thở mạnh. Hai người nọ nhìn một chầm chầm mười mấy phút, đôi mắt suýt nữa thì rơi hẳn ra ngoài anh diệp hình như tôi thấy đôi mắt cút cô ấy hơi động đậy tiêu sắc đột nhiên đứng lên vui mừng nói diệp vô phong nhếch miệng cười có phải cô hoa mắt không hả sao tôi lại không thấy chứ tiêu sắc vui mừng nói tôi dám khẳng định tôi không hề hoa mắt thật sự anh nhìn kỹ xem không đến một phút sau quả nhiên đôi mắt của bạch nhạn phi đồng thời rung động tảng đá trong lòng diệp vô phong lập tức rơi xuống Trời à, Bạch Nhạn Phi, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Mấy ngày này thật sự là cô hại tôi nôn nóng đến chết rồi. Tiêu sắc hiếm khi nhìn thấy tình cảm chân thật của Diệp Vô Phong, cô ta không kìm được mà nhìn anh nhiều thêm một chút. sáu 260, ở chung rất hòa thuận. Tôi bị làm sao đây? Sao cả người tôi không có chút sức lực nào vậy? Sau khi Bạch Nhạn Phi tỉnh lại, đây là câu đầu tiên cô ấy nói ra. Tiêu sắc nói cô đã bị chúng chiêu kẻ thù đánh lén rồi nhưng mà anh diệp đã cứu sông được cô quá tốt rồi cô là ai đương nhiên bạch nhạn phi không hề biết tiêu sắc tiêu sắc vội vang tự giới thiệu bản thân mình một lượt còn diệp vô phong thì đang chán nản ngồi một bên trong lòng vang lên vô số ý nghĩ đáng sợ nhớ may công pháp bùa chú mình sử dụng phản tác dụng vậy thì chẳng phải mình sẽ hối hận cả đời sao làm sao xứng đáng với bạch nhạn phi chứ anh diệp anh mệt rồi đúng không trước tiên cứ nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi Tiêu sắc liếc mắt, nhìn thấy tình trạng khó chịu của Diệp Vô Phong, cô ta lập tức đồng cảm bước lên đỡ lấy Diệp Vô Phong. Đỡ anh nằm xuống giường bệnh bỏ trống bên cạnh giường bệnh của Bạch Nhạn Phi. Bạch Nhạn Phi nhìn dáng vẻ tiêu sắc nửa ôm nửa đỡ Diệp Vô Phong. Trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên một tia khác thường. Bản thân Bạch Nhạn Phi cũng hiểu rõ, một người con rể vô dụng, xuất sắc như Diệp Vô Phong, cho dù là ở đâu cũng sẽ tự mang theo ánh sáng, chuyện những người phụ nữ giống như thiêu thân lao vào lửa cũng là một điều hoàn toàn bình thường chuyện này không chỉ là vấn đề sở thích của phụ nữ mà ngay cả bạch nhạn phi bây giờ cũng vô cùng ngưỡng ngộ diệp vô phong tình cảm đó đã vượt qua sự yêu thích bình thường diệp vô phong điều chỉnh lại cơ thể sau đó ngồi dậy tôi đi thăm tiết phi một chút tiết phi anh ấy sao vậy bạch nhạn phi không biết tiết phi cũng bị bùa chú tấn công không kìm được hỏi thăm diệp vô phong nhìn cô khẽ mỉm cười cũng không giải thích gì mà quay người rời đi. Ngược lại là tiêu sắc vô cùng nhiệt tình, giải thích với Bạch Nhạn Phi, sau đó cũng an ủi cô ấy. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Diệp Vô Phong đã có thể giải trừ hết pháp lực của bùa chú trên người Bạch Nhạn Phi. Vậy thì nhất định anh cũng có thể giải trừ bùa chú trên người của Tiết Phi. Trong vòng 3 ngày, anh ấy đã học được công phu đạo giáo của phái Long Môn rồi sao? Bạch Nhạn Phi cảm thấy khó có thể tin được. Ừm cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm nhưng mà như anh diệp vừa nói rồi bây giờ sự chú ý của anh ấy chỉ là phương diện bùa chú tiêu sắc biết gì nói đó tôi thấy vừa rồi lúc trị liệu cho tổng giám đốc bạch tâm trạng của anh diệp rất nặng nề xem ra trong mắt anh ấy vị trí của cô vô cùng quan trọng đấy nha có phải vậy không bạch nhạn phi từ chối đưa ra ý kiến đó là đương nhiên rồi cô không biết đấy thôi sau khi anh Diệp bắt mộ dung trí kia về, hiếm khi có người có thể nói chuyện ngang hàng với cô ta nên tiêu sắc không nhịn được nói hơi nhiều. Mộ dung trí, đương nhiên Bạch Nhạn Phi không biết vì sao Diệp vô phong lại bắt mộ dung trí. Mộ dung trí là một trong những truyền nhân của phái Long Môn trong đạo giáo, cô và Tiết Phi, thời điểm bị người ta đánh lén, đã chúng phải bùa chú của ông ta tiêu sắc nhanh chóng giải thích rõ ràng. Sao anh ấy lại để mộ dung trí cứu Tiết Phi trước? trong lòng Bạch Nhạn Phi cảm thấy hơi chua xót chẳng lẽ trong mắt anh ấy, vị trí của tôi còn không bằng Tiết Phi sao? Lúc ban đầu anh Diệp đưa ra quyết định đó, không chỉ có tôi không hiểu, mà cả hai người Mã Vũ và Hàn Kỳ cũng không hiểu nổi. Tình huống lúc đó thật sự rất loạn, tiêu sắc nói lại tình huống lúc đó một lượt, cuối cùng sự thật chứng minh, chuyện anh Diệp không để mộ dung trí cứu cô trước chính là một cuộc tính toán sâu xa. Chứng tỏ anh ấy cẩn thận để tâm đến cô rất nhiều đó. Sau khi nói đến đây, trong vẻ mặt của tiêu sắc, tình cảm yêu mến và sùng bái diệp vô phong của cô ta đã lộ rõ trên mặt, vốn dĩ là không thèm che giấu bất cứ cái gì. À, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên Bạch Nhạn Phi có thể nhận ra sự sùng bái của tiêu sắc với Diệp Vô Phong, cô khẽ nhắm mắt lại. Tiêu sắc nói, Tổng Giám Đốc Bạch, cô có muốn ăn chút gì đó không? Bổ sung thêm chút dinh dưỡng nhé. Được, cảm ơn cô. Mặc dù Bạch Nhạn Phi rất khách khí, nhúng giọng điệu vẫn còn yếu ớt cô muốn ăn gì, tiêu sắc cẩn thận từng ly từng tí, cô ta cao thể nhìn ra Diệp vô phong đối xử với Bạch Nhạn Phi rất tốt, mà Bạch Nhạn Phi kia rõ ràng cũng có ý gì đó với Diệp vô phong. Cô ta không dám bạc đãi người phụ nữ của Diệp vô phong, nếu không, để cho Diệp vô phong sinh ra chán ghét, cô ta mất còn nhiều hơn được. Tùy một món nào đó dễ tiêu hóa là được, bang chủ tiêu, cô không cần khách khí như vậy đâu, tôi không yếu đuối đến vậy mặc dù Bạch Nhạn Phi còn yếu nhưng vẫn rất lễ phép và chu đáo. Nửa tiếng sau, Tiết Phi cũng đã tỉnh lại, mặc dù suy yếu nhưng Tiết Phi không phải người có thói quen cần người khác hầu hạ, anh ta liền miễn cưỡng tự mình đứng lên hoạt động nhẹ, đi ăn vài thứ đơn giản. Còn Diệp Vô Phong thì nhanh chóng phát hiện ra, Tiêu Sắc và Bạch Nhạn Phi giống như những người bạn vô cùng quen thuộc vậy. Hơn nữa, dưới sự chăm sóc của Tiêu Sắc, rõ ràng sắn mặt của Bạch Nhạn Phi đã tốt hơn rất nhiều. Anh Diệp, Tôi vừa nhận một tin tức vô cùng quan trọng, cảng Hoa Hải chuẩn bị xây dựng lại, đây chính là một công trình vô cùng lớn. Thành phố Hoa Hải đang chuẩn bị mở cuộc đấu thầu, tôi thấy chúng ta nhất định phải tham dự. Tiêu Sắc nhìn thấy Diệp Vô Phong bước đến, vẻ mặt cô ta lập tức nghiêm túc. "Hả, công trình này có quy mô lớn thế nào? Những công ty lớn nào cũng tham gia đấu thầu vậy? Nếu chúng ta tham gia đấu thầu thì xác suất thành công là bao nhiêu?" Diệp Vô Phong nhanh chóng nói ra một loạt vấn đề. Bạch Nhạn Phi bỗng nhiên cất tiếng, lúc nãy bang chủ tiêu cũng đã nói với tôi. Chuyện cải tạo lại cảng Hoa Hải đúng là một công trình lớn. Trong đó bao hàm rất nhiều hạng mục, liên quan rộng rãi đến các lĩnh vực khác nhau. Giai đoạn trước đang bắt đầu góp vốn, ít nhất cũng vào khoảng gần 3.000 tỷ, nếu không thì hạng mục này sẽ không thể khởi công. À, Diệp vô phong gật đầu, gần 3.000 tỷ, cũng không khó lắm. Bạch Nhạn Phi nói, điểm quan trọng là gia tộc Mộ Dung là gia tộc đứng đầu Hoa Hải, Mộ Dung Hải Giang là hội trưởng của hiệp hội thương mại Hoa Hải, vậy thì nhất định là muốn đấu thầu hạng mục lớn như này. "Hả?" Diệp Vô Phong tỉnh táo lại, "Vậy thì cho dù bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải đoạt lấy hạng mục này về tay." "Không vì lý do gì khác mà chính là vì phải tranh đoạt một lần trước mặt nhà họ Mộ Dung." "Quá tốt rồi, tôi biết anh sẽ nói vậy mà." Bạch Nhạn Phi vui mừng vỗ tay thành tiếng, "Vậy thì cứ quyết định thế này." Diệp Vô Phong nói, "Bạch Nhạn Phi, Việc này rất quan trọng. Tôi thấy cô vẫn nên bàn bạc với Thư Âm một chút để đạt được ý kiến chung nhất. Được, vậy tôi lập tức gọi điện thoại cho Lâm Thư Âm. Bạch Nhạn Phi hiểu rõ, trong lòng Diệp Vô Phong, người phụ nữ quan trọng nhất đối với anh trên đời này đương nhiên chỉ có thể là Lâm Thư Âm. Còn những người khác chắc chắn là phải dẹp hết sang một bên. Nhạn Phi, đúng là cậu sao? Cậu đã tỉnh lại rồi sao? Thật sự là quá tốt rồi lúc lâm thư âm nhận được điện thoại của bạch nhạn phi thì vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên gấp vạn lần cơ bản là hoàn toàn không nghe thấy bạch nhạn phi đang giải thích bây giờ cậu nghe tớ nói đã là như thế này sau khi bạch nhạn phi nhấn giọng ba lần cuối cùng lâm thư âm cũng yên tĩnh trở lại bắt đầu lắng nghe chuyện bạch nhạn phi kể lại bạch nhạn phi cảm nhận được tâm trạng vui sướng hạnh phúc của lâm thư âm khi thấy cô ấy tỉnh lại cùng với những trải nghiệm lần này Cô ấy nhận ra Lâm Thư Âm quả thật đối xử với cô ấy vô cùng tốt. Nghe đến chỗ Bạch Nhạn Phi nhắc đến hạng mục cải tạo lại cảnh biển lần này, có lẽ Lâm Thư Âm cũng lập tức hiểu được cơ hội buôn bán trong đó, Nhạn Phi, cậu nói rất đúng. Hạng mục này, cho dù thế nào chúng ta cũng phải đoạt được từ trong tay mà họ mộ dung. Nếu như chúng ta có thể hoàn thành được giang mục này, chẳng khác nào có thêm một chỗ đứng ở Hoa Hải. Không khác gì chúng ta đang ra sức phô bày thực lực của mình trong giới kiến trúc ở Hải Hoa. Chẳng qua là, nếu như muốn thắng nhà Mộ Dung, nhất định không phải là chuyện đơn giản gì. Bởi vì những công ty kiến trúc nhà họ Mộ Dung nắm trong tay vô cùng nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 260.